Chiến thần bất bại, tiêu chính văn. chương 521, sắp xếp gặp mặt. Sao vậy? Văn Kỳ, Khương Thái Sương hỏi. Khương Văn Kỳ đỏ bừng mặt, tức giận nói, Khương Vi Nha này lại dám nói chuyện của nhà họ Khương không liên quan gì đến cô ta, bảo con từ nay về sau đừng gọi điện cho cô ta nữa. Bố, bố nói xem, con bé này có phải phản rồi không? Không coi nhà họ Khương, không coi người bác cả này ra gì. Nghe thấy câu này, Khương Thái Sương kích động ho khan vài tiếng, tức giận đập vào thành ghế, quát: "Hừ. Khương Vi Nhan này nghĩ rằng mình gả cho Tiêu Chính Văn là đủ lông đủ cánh rồi à? Tên Tiêu Chính Văn này bây giờ cũng chỉ là người bình thường thôi. Văn Kỳ, còn dắt người qua đó, cho dù thế nào cũng phải khiến Khương Vi Nhan quay về nhà họ Khương." Ông cụ Khương ra lệnh, Khương Văn Kỳ lập tức đồng ý, ông ta hất tay Dắt theo vài người hầu và Khương Mỹ Nhiên nhanh chóng lao tới nhà mới của Khương Vi Nhan. Lúc này, Tiêu Chính Văn quay về, nhìn thấy Khương Vi Nhan vẫn đang ngồi học ở đó, quan tâm hỏi, "Vợ, em vẫn đang đọc sách à?" Khương Vi Nhan cười nhẹ nói, "Vâng ạ, à, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, xem nhiều sách một chút để sau này còn đi tìm việc." Tiêu Chính Văn nhún vai nói, "Không cần tìm công việc đâu, anh mở cho em một công ty, em làm sếp là được." tài năng của em đâu phải dùng để đi làm thuê cả đời đâu anh mở công ty cho em á khương vi nhan mở to mắt vẻ mặt khó hiểu nói chồng à bây giờ anh đã từ chức chủ soái bắc lương rồi không phải giống như trước đây nói mở công ty là mở luôn như vậy đâu tiêu chính văn cười nói em cứ yên tâm trước đây anh có quen một người bạn cô ấy đang muốn đầu tư vào một công ty chúng ta hợp tác với cô ấy là được rồi thật sao khương vi nhan hỏi tiêu chính văn gật đầu nói ừ anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi mấy ngày nữa công ty thành lập em sẽ lập tức được nhận chức đến lúc đó phải nhờ em nuôi hai bố con anh rồi khương vi nhan cười nói được ạ à, em sẽ nuôi hai người lúc đó khương văn kỳ dắt theo một đám người lao tới bên ngoài biệt thự khương vi nhan cô phản rồi đúng không ông cụ bảo cô quay về cô lại dám từ chối khương văn kỳ xông vào lạnh lùng mắng vào mặt khương vi nhan khương vi nhan cau mày nhìn thấy khương văn kỳ đang nổi giận đùng đùng cô nhanh chóng đứng dậy nói bác cả các người đến đây làm gì khương văn kỳ hừ lạnh một tiếng nói ông cụ đã có lời rồi hôm nay cô bắt buộc phải quay về không về cháu và nhà họ khương đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi khương vi nhan cứng rắn nói không về được thôi vậy tôi bắt cô phải về khương văn kỳ tức giận nói lập tức hất tay đám người hầu phía sau lập tức lao về phía khương vi nhan tình huống này khiến khương vi nhan sợ hãi lùi lại vài bước đột nhiên tiêu chính văn ở đằng sau tiến lên giơ chân lên đạp mấy cái khiến đám người hầu bay ngược ra ngoài sau đó anh bước lên đứng trước mặt khương văn kỳ giơ tay lên túm lấy cổ áo ông ta nhấc cả người ông ta khỏi mặt đất lạnh lùng nói khương văn kỳ Ông coi tôi là người vô hình hà. Khương Vi Nhan đã nói rất rõ ràng rồi. Bây giờ cô ấy không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Khương nữa. Mấy người không có tư cách ra lệnh cho cô ấy làm gì, càng không có tư cách bảo cô ấy quay về. Khương Văn Kỳ sợ tới mức mồ hôi toát ra như mưa, hô hấp lúc này trở nên vô cùng khó khăn. Cả khuôn mặt đỏ bừng như gan lợn. Cậu, cậu buông tôi ra, cậu định ám sát à? Tiêu Chính Văn cậu không còn là chủ soái Bắc Lương nữa, không có tư cách hành hung tôi. Khương Văn Kỳ vừa dứt lời. Khương Mỹ Nhiên đứng ở phía sau kích động hét lớn, Khương Vi Nhan. Còn không mau bảo tiêu chính Văn dừng tay, anh ta định giết chết bố tôi sao, giết người phải đền mạng đấy. Khương Vi Nhan cũng hoảng loạn, vội vàng tiến lên, nắm lấy cánh tay của tiêu chính Văn, nói chồng, đừng mà, thả ra đi. Tiêu chính Văn cau mày, buông lỏng hai tay, khương văn kỳ lập tức ngã xuống đất ôm chặt cổ của mình ho khan kịch liệt khương mỹ nghiên vội vàng đỡ bố mình dậy vẻ mặt căm hận nhìn chằm chằm tiêu chính văn và khương vi nhan nói mấy người thật quá đáng khương vi nhan bố tôi dù sao cũng là bác ruột của cô mà cô lại đối xử với ông ấy như vậy à khương vi nhan lạnh lùng nói các người đi đi tôi sẽ không quay về đâu khương văn kỳ hung hăng nhìn chằm chằm khương vi nhan khi nhìn thấy tiêu chính văn đứng bên cạnh cô toàn thân ông ta lại run rẩy nói khương vi nhan là ông cụ bảo chúng tôi đến cho dù cô không coi người bác này ra gì thì cũng phải nể mặt ông cụ chứ trước đây ông cụ đối với cô như nào trong lòng cô hiểu rõ nhất sắc mặt khương vi nhan do dự trong lòng đang đấu tranh dữ dội trầm mặc một lúc cô hít sâu một hơi nói bác cả phiền bác quay về nói với ông nội trước đây ân tình mà ông dành cho cháu cháu đã trả đủ rồi, sau này hy vọng nhà họ Khương đừng tới làm phiền gia đình cháu nữa. Cô, giỏi, giỏi lắm, giỏi lắm. Khương Vi Nhan, cô được đấy. Khương Văn Kỳ kinh ngạc, lập tức xoay người rời khỏi biệt thự. Ra khỏi biệt thự, Khương Mỹ Nhiên lo lắng hỏi, bố, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chắc là do tên tiêu chính văn dạy cô ta đấy, nếu không, tính cách mềm yếu của cô ta trước đây sao đột nhiên lại trở nên cứng rắn như vậy khương văn kỳ hừ lạnh một tiếng nói không sao không có cô ta nhà họ khương cũng không sụp đổ được chỉ là vài tên thương gia nước ngoài thôi mà con tìm cho bố mấy phiên dịch viên giỏi giỏi vào là được bố lại không tin chẳng lẽ không có khương vi nhan chúng ta lại không thể làm nên chuyện sao vâng con sẽ lập tức đi tìm khương mỹ nghiên gật đầu nói lúc này khi đám người khương văn kỳ rời đi khương vi nhan hít sâu vài hơi sau đó ngẩn ngơ ngồi xuống ghế sofa sao thế tiêu chính văn hỏi khương vi nhan nhướng mày nhìn tiêu chính văn hỏi vừa rồi em làm như vậy có đúng không tiêu chính văn cười nói em thấy sao lần này bọn họ đến đây vì cảm thấy em có ích nên mới muốn lợi dụng em còn nếu em không có ích gì bọn họ sẽ lập tức đá em đi ngay không phải em cũng chưa từng được trải nghiệm vâng khương vi nhan gật đầu hít sâu một hơi lúc này sắc mặt tiêu chính văn trở nên u ám. Sau đó, anh tìm cơ hội, gọi điện cho nhân viên của Điện Thần Long ở Tu Hà, hỏi điều tra xem gần đây ở Tu Hà xảy ra chuyện lớn gì. Điện chủ, có một sự kiện lớn. Gần đây có một đội thương gia nước ngoài đến Tu Hà đầu tư, người đại diện là Wesley. Chắc anh không nhớ, năm đó ở nước ngoài, anh đã cứu ông ta một mạng. Người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại nhanh chóng đáp lại. Wesley, có chút ấn tượng, có phải người của gia tộc Rothschild không?" Tiêu Chính Văn hỏi. "Vâng, không ngờ rằng trí nhớ của điện chủ lại tốt như vậy." "Ừ, gửi thông tin của ông ta cho tôi, ngoài ra, sắp xếp cho tôi gặp mặt với Wesley." Tiêu Chính Văn lãnh đạm nói. Chương 522, công ty mới thành lập. Rất nhanh sau đó, Tiêu Chính Văn đã nhận được thông tin liên quan đến Wesley đội doanh nghiệp nước ngoài này đang chuẩn bị đầu tư vào khu thương mại tổng hợp Tu Hà, ước tính sơ bộ thì số tiền đầu tư là 5 tỷ. Một số tiền đầu tư lớn như vậy quả thực sẽ khiến vô số doanh nghiệp và gia tộc tranh giành nhau vỡ đầu mẻ chán để giành được cơ hội hợp tác với bọn họ. Có lẽ vừa nãy Khương Văn Kỳ đến đây chính là vì việc này. Tiêu chính Văn nghĩ một lúc, quyết định bảo Khương Vi Nhan đi thử. Vợ à, gần đân có một đội doanh nghiệp nước ngoài tới Tu Hà đầu tư, hay là em đi đàm phán thử xem." Tiêu Chính Văn bước vào phòng khách của biệt thự, nói với Khương Vi Nhan vẫn đang đọc sách. "Đội đầu tư doanh nghiệp nước ngoài." Khương Vi Nhan nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nói, "Em chưa từng đàm phán với đội đầu tư doanh nghiệp nước ngoài bao giờ, hay là bỏ đi, đội đầu tư như vậy em không thể giành được cơ hội hợp tác đâu, bây giờ em cũng chẳng có công việc gì, thay mặt ai đi đàm phán đây?" tiêu chính văn cười nói không phải vừa nãy nói rồi sao em làm sếp đương nhiên là thay mặt công ty của mình rồi hả công ty của em á khương vi nhan sững sờ tiêu chính văn sờ đầu khương vi nhan nói ừ công ty đã chuẩn bị xong hết rồi vài ngày nữa em đi đàm phán hợp đồng với đội đầu tư nước ngoài đi nhưng mà em có thể sao khương vi nhan nghi hoặc hỏi có chút không tự tin về bản thân bởi vì Trước đây cô được nhà họ Khương chống lưng. Hơn nữa, còn vì thân phận chủ soái Bắc Lương của Tiêu Chính Văn nên mới lấy được mấy cái hợp đồng. Bây giờ, Tiêu Chính Văn đã không còn là chủ soái Bắc Lương nữa, đối phương lại là đội đầu tư doanh nghiệp nước ngoài, chỉ dựa vào bản thân, thật sự có thể sao? Anh tin em, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Khương Vi nhàn hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói, "Vâng, vậy để em thử xem." Buổi tối khi đã ăn cơm xong, Tiêu Chính Văn đến một quán trà đã được hẹn trước. Bên ngoài quán trà, có một vài vệ sĩ, tất cả đều mặc vest đen, ánh mắt sắc bén. Tiêu Chính Văn trực tiếp bước vào phòng trà, Wesley đã đợi trong đó từ lâu, lúc này khi ông ta nhìn thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện ở cửa liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kích động, hồ hởi tiến lên đón tiếp, ông ta khom lưng cúi gập người 90 độ, cung kính nói, "Long Vương tôn kính." Được gặp lại anh là niềm vinh dự của tôi. Wesley có thân hình cao giáo, nước da trắng bóc, tướng mạo khá đẹp trai, ngũ quan tinh tế, là nét đẹp điển hình của người phương Tây. Tiêu Chính Văn bình thản liếc nhìn Wesley, vỗ vai ông ta, nói, "Được rồi, không cần khách sáo như vậy." Wesley vội vàng đứng thẳng người, sau đó vươn tay ra hiệu bảo Tiêu Chính Văn ngồi xuống. Sau đó, ông ta ngồi đối diện Tiêu Chính Văn, tự tay pha trà cho anh nói long vương xa cách vài năm không ngờ rằng anh lại xuất hiện ở tu hà tiêu chính văn bình thản đón lấy tách trà do wesley pha nhấp một ngụm sau đó nói tôi cũng không ngờ rằng ông lại đến tu hà đầu tư wesley mỉm cười nói long vương sau khi nhận được điện thoại của điện thần long tôi đã lập tức sắp xếp công việc tới gặp anh không biết long vương đáng kính có chuyện gì căn dặn wesley tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm tiêu chính văn gật đầu nói cũng không có chuyện gì lớn tôi muốn đề cử một ứng viên sáng giá cho vị trí đối tượng hợp tác ở tu hà lần này của ông hy vọng ông có thể hợp tác với người đó người mà long vương đề cử ồ vậy thì nhất định rất ưu tú xin long vương cứ yên tâm cơ hội hợp tác lần này nhất định sẽ thuộc về người đó tôi chỉ không biết ứng cử viên mà ngài long vương vô cùng coi trọng này là ai vậy wesley hỏi vợ tôi tiêu chính văn bình thản trả lời nghe thấy vậy trên mặt wesley lộ rõ vẻ kinh ngạc đồng tử giãn ra nói gì cơ là vợ của long vương á vậy thì chẳng phải là long mẫu sao nghe thấy câu này wesley vô cùng kích động nói không ngờ rằng tôi lại được hợp tác với long mẫu quả thực là quá may mắn rồi không biết người phụ nữ như thế nào lại may mắn như vậy trở thành vợ của long vương đây được long vương yêu chiều hết mực như vậy phải biết rằng Danh tiếng của Long Vương ở trời tây sánh ngang với danh tiếng của 12 ngôi đền ấy chứ. Thậm chí, đến cả công chúa của hoàng tộc Elizabeth cũng mê mẩn anh. Nếu công chúa biết anh đã kết hôn rồi nhất định sẽ đau lòng lắm đây. Tiêu Chính Văn cười nhạt, giải thích cô ấy đã cứu tôi một mạng. Nghe thấy câu này, Wesley càng thêm kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu ra. Long Mẫu đã cứu Long Vương một mạng, bảo sao. Xin Long Vương yên tâm lần hợp tác này tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa wesley nghiêm túc nói tiêu chính văn gật đầu lại nhấp thêm một ngụm trà sau đó đứng dậy rời đi hai ngày sau tiêu chính văn đưa khương vi nhan ra ngoài trên đường đi khương vi nhan ngồi sau chiếc mô tô nhỏ của anh cô trang điểm nhẹ hiếu kỳ hỏi chồng à anh đưa em đi đâu thế tiêu chính văn cười nói đến nơi thì em sẽ biết thôi tạm thời bảo mật một lúc sau, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan đến một tòa nhà thương mại, anh đậu xe xong, đưa cô đi thẳng lên lầu. Nhìn xem, đây là vị trí của công ty mới của em sau này đấy, Tiêu Chính Văn hồ hởi giới thiệu với Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nhìn khu văn phòng trống trải trước mặt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hỏi đây là công ty của chúng ta à? Tiêu Chính Văn bước lên trước, nghiêm túc nhìn Khương Vi Nhan, nắm chặt hai bả vai cô, nói không, là của em, sau này, đây là thế giới của em, cuộc sống mới của em sẽ bắt đầu từ đây." Hai mắt Khương Vi Nhan đỏ hoe, nước mắt giàn ruộng. Cô ôm chầm lấy Tiêu Chính Văn, cảm động nói, "Chồng à, cảm ơn anh." Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan, nói, "Ngốc ạ, à, anh là chồng em, cảm ơn gì chứ?" Hai ngày sau, công ty chính thức thành lập. Mặc dù công ty không lớn, nhưng đây chính là nơi ước mơ của Khương Vi Nhan được ra khơi hai ngày qua cô cũng đã học cách giải quyết sơ bộ công việc của công ty không ngừng tuyển người tìm kiếm những ứng viên có năng lực cuối cùng dưới sự đề xuất của tiêu chính văn công ty mới đã tuyển được bốn người cũng coi như là chính thức hoạt động ba ngày sau sự việc đoàn doanh nghiệp nước ngoài của wesley tới đầu tư đã gây chấn động toàn bộ tu hà khách sạn ông ta ở ngày nào cũng chật kín những ông chủ lớn của doanh nghiệp và các đại diện của gia tộc lớn ở tu hà tất cả đều tay sách nách mang, túi lớn túi nhỏ, đứng chờ được gặp Wesley. Tuy nhiên, những ngày qua, bọn họ chưa từng nhìn thấy Wesley dù chỉ một lần. Hôm nay, Khương Vi nhan trang điểm nhẹ, đưa một trợ lý mới tuyển đến khách sạn nơi Wesley đang ở. Nữ trợ lý vừa mới tốt nghiệp, tính tình ôn hòa, tên là Tô Tính. Xếp Khương, chúng ta có thể không? Trước khi tới đây tôi đã nghe ngóng, mấy ngày nay, chưa ai nhìn thấy bóng dáng của đoàn doanh nghiệp nước ngoài này, những tổng giám đốc kiêm chủ tịch của các công ty lớn, còn có các gia chủ thiếu gia của gia tộc cũng đều bị chặn ở cửa. Tô tĩnh yếu ớt hỏi, cô ấy bước xuống xe, trên tay ôm một tập tài liệu. Khương Vi nhan hít sâu một hơi, khẽ cười, nói với Tô tĩnh không cần nghĩ nhiều làm gì, làm tốt việc cần làm là đã được xem là thành công rồi, như vậy thì chúng ta mới không tiếc nuối. Nghe thấy vậy, Tô tĩnh gật đầu, Nói, "Vâng ạ, à, tổng giám đốc nói rất đúng." Nói xong, hai người cùng đi về phía khách sạn. Tuy nhiên, rất trùng hợp, Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên vừa bước xuống từ chiếc Mercedes-Benz bên cạnh. Khi nhìn thấy Khương Vi Nhan đi lướt qua, biểu cảm của bọn họ lập tức thay đổi. "Khương Vi Nhan, sao cô lại ở đây?" Khương Văn Kỳ lạnh lùng hỏi. "Chương 523, hay là cược đi." Khương Vi Nhan quay người lại, cô nhìn thấy Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ nghiên tức giận đi tới, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn gọi một tiếng bác cả. Bác cả, có chuyện gì vậy ạ? À? Khương Vi Nhan bình thản hỏi. Khương Văn Kỳ xa sầm mặt mày, liếc nhìn trợ lý phía sau cô, sau đó hỏi cô tới đây làm gì? đương nhiên là tới bàn chuyện làm ăn rồi. Tô Tính khịt mũi, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Mấy ngày nay. Cô ấy đã nghe kể hết về chuyện trước đây của Khương Vi Nhan và các tin đồn khác nhau về nhà họ Khương. Vì vậy cô ấy rất ghét nhà họ Khương. Gia tộc này đích thị là một con quỷ hút máu người. Nghe thấy vậy, Khương Mỹ Nghiên lập tức chỉ vào mặt Khương Vi Nhan, nói: "Bàn chuyện làm ăn. Cô thì bàn chuyện làm ăn cái nỗi gì, không phải cô vẫn đang thất nghiệp sao?" "Hừ, sếp Khương của chúng tôi đã tự mình thành lập công ty rồi." Tô tính lập tức đáp lại, hai mắt trợn trừng. Cô ấy rất ghét Khương Mỹ Nghiên, thái độ kiêu ngạo hách dịch, như thể ai đang mượn tiền của cô ta vậy. Nghe thấy vậy, Khương Mỹ Nghiên và Khương Văn Kỳ đều sửng sốt, đồng thanh nói cái gì? Cô mở công ty rồi. Ngay lập tức, Khương Văn Kỳ dường như hiểu ra điều gì đó, lạnh lùng chất vấn Khương Vi Nhan. Cô giỏi lắm, tôi đã bảo sao cô lại cứ không chịu quay về nhà họ Khương, thì ra đã tự lót đường cho mình rồi à. Sao nào, cô cũng đến bàn chuyện hợp tác với ông Wesley sao? Cô cho rằng một người non trẻ không có kinh nghiệm như cô có thể lấy được hợp đồng này không? Đúng vậy, Khương Vi Nhan, cô nghĩ đơn giản quá đấy. Sao nào, bây giờ rời khỏi nhà họ Khương đã bắt đầu tranh giành hợp đồng với chúng tôi rồi à? Cô đúng là loại ăn cháo đá bát, nhà họ Khương nuôi cô bao nhiêu năm nay, nhưng từ đầu đến cuối trả được cái lợi ích gì? Khương Mỹ Nghiên gần giọng mắng mỏ, khoanh tay trước ngực, thái độ chỉ trích. Tô Tĩnh không nghe nổi nữa, vội vàng nói, mấy người nói linh tinh gì thế? Sửa vào đâu mà nói xếp Khương của chúng tôi như vậy? Khương Vi nhan ngăn Tô Tĩnh lại, cười nhạt nói, cháu còn có việc, không nán lại đây lâu nữa. Nói xong, Khương Vi nhan xoay người rời đi. Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên tức xì khói đầu. Giống như bị đấm một nhát vào ngực vậy bố bố nhìn thấy chưa con ả à, khương vi nhan đó thật quá ngạo mạn cô ta bây giờ không thèm coi chúng ta ra gì nữa khương mỹ nhiên tức giận nói sắc mặt khương văn kỳ cũng rất khó coi siết chặt nắm đấm lạnh lùng nói thôi bỏ đi không quan tâm cô ta nữa một người mới như cô ta thì có thể làm gì chứ phiên dịch viên con thuê đâu rồi khi nào thì tới khương mỹ nhiên âm thầm nuốt cơn giận sau đó nói đến ngay bây giờ đây ạ. À. lúc này Khương Vi Nhan đã đi được một đoạn, Tô Tĩnh vẫn còn tức giận nói: xếp Khương, hai người đó thật quá đáng ghét. sao cô lại đi luôn như vậy được? Khương Vi Nhan trong lòng cũng rất tức giận, nhưng cô biết rằng tức giận cũng không có tác dụng gì. không cần phải tranh cãi với họ ở đó làm gì. nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là gặp ông Wesley và bàn bạc chuyện hợp tác. Khương Vi Nhan giải thích. Nghe thấy vậy, Tô Tĩnh gật đầu, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Khương Vi Nhan. Ngay sau đó bọn họ đã đến cửa chính của khách sạn. Lúc này Khương Vi Nhan mới biết số người đến bàn chuyện hợp tác với ông Wesley nhiều không đếm xuể. Toàn bộ lối vào khách sạn, bao gồm cả sảnh bên trong đều đã chật cứng người. Chỗ này cũng phải hơn trăm người. Cô và Tô Tĩnh không thể chen vào được, chỉ đành đứng từ xa quan sát, trong lòng lo lắng. Thích, xếp khương làm sao bây giờ nhiều người quá đi thôi chúng ta đợi đến lúc nào mới được gặp ông ấy đây tô tĩnh lo lắng hỏi khương vi nhan cũng hơi cau mày lúc này bố con khương văn kỳ cùng với hai người đàn ông mặc vest đi tới ánh mắt kiêu ngạo nhìn khương vi nhan người đang đứng đợi sau đám đông khương văn kỳ chống tay nhếch mép cười khương vi nhan cô cứ ở đây từ từ mà đợi đi chúng tôi có thư mời vào bên trong đấy Nói xong, Khương Văn Kỳ lấy ra lá thư mời của mình và khoe nó trước mặt Khương Vi Nhan. Khương Mỹ Nhiên khoanh hai tay trước ngực, cười khinh bỉ, ha ha, mở được cái công ty nhỏ thì đã tự coi mình là sếp rồi. Cho cười, chuyện làm ăn cô còn kém xa, từ từ mà học đi. Nói xong, Khương Văn Kỳ đưa Khương Mỹ Nhiên và hai người đàn ông đi vào cửa. Sau khi bảo vệ xác minh xong, bọn họ được phép tiến vào bên trong. Trước khi đi vào, Khương Mỹ Nhiên còn vẫy tay thể hiện với Khương Vi Nhan. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tĩnh tức giận dậm chân, nói, xếp Khương, bọn họ thật quá đáng, chúng ta làm thế nào bây giờ? Khương Vi Nhan cũng không ngờ rằng Khương Văn Kỳ lại có thư mời, trong mắt lóe lên một tia hụt hẫng, nhưng vẫn kiên cường nói, đợi đi. Sau đó là cả một quá trình chờ đợi dài đằng đẵng. Tuy nhiên, không lâu sau, bố con Khương Văn Kỳ và phiên dịch viên đã bị đuổi ra khỏi khách sạn nhìn thấy bộ dạng đó của bọn họ tô tĩnh lập tức hiểu ra cười nhạo ha ha còn tưởng oách thế nào cuối cùng vẫn bị người ta đuổi ra đấy thôi nghe thấy vậy khương mỹ nghiên tức giận chỉ vào tô tĩnh chửi bới này cô là ai thế có tư cách gì mà nói chúng tôi trong khi các cô vẫn chưa được vào chuyện này không chắc đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng khương vi nhan mọi người nghe thấy liền quay sang liền nhìn thấy tiêu chính văn đã đứng ở đó trông à sao anh lại đến đây khương vi nhan ngạc nhiên hỏi đến xem chút tiêu chính văn bình thản trả lời sau đó anh lạnh lùng nhìn bố con khương văn kỳ nói vừa nãy mấy người nói cô ấy đến cửa cũng không được vào à hừ đương nhiên rồi ông wesley không phải là kiểu người mà chó mèo nào cũng gặp đâu đừng tưởng mở được cái công ty bé tí mã đã cho rằng mình oách lắm rồi. Khương Mỹ Nghiên khoanh tay trước ngực, sắc mặt khinh thường nói. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại nói, vậy à, vậy chúng ta cá cược đi, nếu như Khương Vi Nhan lấy được hợp đồng với ông Wesley, mấy người nên làm gì nhỉ? Nghe thấy vậy, Khương Mỹ Nghiên ngây người ra, sau đó bật cười ha hả, trò cười. Dựa vào cô ta sao? Xứng à, nếu như cô ta lấy được hợp đồng, khương mỹ nghiên tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô ta trước mặt tất cả mọi người được nhớ lời cô nói đấy tiêu chính văn bình thản đáp khương mỹ nghiên vẫn bộ dạng diếu cợt không ngớt nói tiêu chính văn anh đã không còn là vua bắc lương rồi anh đừng hòng dọa tôi ông wesley là đội đầu tư nước ngoài nếu như muốn dùng thân phận chủ soái bắc lương trước đây của anh để đàm phán e rằng không có tác dụng đâu tiêu chính văn nhún vai nói không cần phức tạp như vậy vừa dứt lời, một doanh nhân nước ngoài bước ra khỏi cửa, hét lớn, xin hỏi, vị nào là Khương Vi Nhan? nghe thấy người đó gọi tên mình, Khương Vi Nhan vẫn chưa kịp phản ứng lại, Tô tính đã giơ tay hét lớn, ở đây, ở đây ạ, à, là xếp Khương của chúng tôi. Sau đó, vị doanh nhân nước ngoài kính cẩn bước ra khỏi đám đông và nói với Khương Vi Nhan, cô Khương, xin chào cô, vì có chút chuyện cần giải quyết nên tới muộn rồi, mời cô đi theo tôi lên lầu. Chủ tịch Wesley của chúng tôi đợi cô một lúc lâu rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 524, không biết xấu hổ. Mọi người đều chết lặng. Ánh mắt của gần trăm người lúc này đều đổ dồn vào người Khương Vi Nhan. Bọn họ đứng đây đợi suốt một ngày cũng không gặp được trợ lý của ông Wesley. Tuy nhiên, bây giờ vị doanh nhân nước ngoài này lại trân trọng mời một người phụ nữ vào trong nói chuyện với mình chuyện này đúng là chỉ xảy ra trong tưởng tượng mẹ kiếp người phụ nữ đó là ai ông wesley thực sự mời cô ta vào nói chuyện sao có chút ấn tượng hình như là người nhà họ khương khương vi nhan tôi biết cô ta con của con trai thứ nhà họ khương đó không phải khương văn kỳ sao bọn họ cũng ở đó cùng với tiếng bàn tán của mọi người thân phận của khương vi nhan được phơi bày tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên đều sướng sờ. Chuyện gì thế này? Ông Wesley lại mời Khương Vi Nhan vào trong. Đây, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Vi Nhan cũng đang ngây người ra, nghi ngờ nhìn về phía doanh nhân trước mặt, hỏi ông đang gọi tôi sao? Vị doanh nhân nước ngoài lịch sử đáp vâng, cô Khương, chính là cô, ông Wesley nhà chúng tôi đã đợi cô lâu lắm rồi, mời cô đi theo tôi. Nó xong, Vị doanh nhân nước ngoài làm động tác mời. Khương Vi Nhan đầy nghi hoặc quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn liền thấy anh mỉm cười, nói: "Đi đi, bàn bạc cho tốt nhé." Cô gật đầu, đi theo doanh nhân nước ngoài, bước vào trong ánh mắt ghen tị và đố kỵ của tất cả mọi người. Lúc này, bên ngoài trở nên vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đang bàn luận, Khương Vi Nhan là một người mới, có tài đức gì mà có thể khiến ông Wesley Dickson mời vào? Khoảng 10 phút sau, Khương Vi Nhan đi ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mọi người đều đang quan sát cô. Khương Mỹ Nhiên lập tức lạnh lùng nói, ha ha, tôi còn tưởng lợi hại thế nào cơ, vừa mới vào chưa bao lâu đã đi ra, sợ rằng bàn hụt rồi đúng không? Một câu nói khiến tất cả mọi người đều phản ứng lại. Khương Văn Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Khương Vi Nhan không thành công vậy thì ông ta cũng sẽ không tổn thất gì. Nhưng đột nhiên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người khương vi nhan cầm hợp đồng trong tay kích động lao về phía tiêu chính văn hét lớn chồng ơi ông wesley ký hợp đồng với em rồi em lấy được hợp đồng lần này rồi hả mọi người đều sửng sốt tất cả đều trợn tròn mắt vẻ mặt không tin khương mỹ nghiên và khương văn kỳ là sốc nhất bọn họ hét lớn không thể nào làm sao có thể như vậy được tiêu chính văn ôm khương vi nhan xoay tại chỗ một vòng nói, vợ anh là giỏi nhất. Khương Vi Nhan rơm rớm nước mắt, cô không ngờ rằng mình có thể lấy được hợp đồng lần này. Đây không phải là đã cướp được hợp đồng hợp tác từ gần 100 công ty lớn và các gia tộc quyền thế đang có mặt ở đây sao? Ngay lập tức, đại diện của các doanh nghiệp lớn và gia tộc quyền thế đều vây quanh lại, vẻ mặt kích động hét lên. Tổng giám đốc Khương, tôi ở tập đoàn Ngã Thiên, chúng tôi muốn hợp tác với cô nhà họ Phương tôi muốn hợp tác với cô. Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, mọi người đều hiểu được một chuyện. Đó chính là nếu muốn hợp tác với doanh nhân nước ngoài như Wesley thì bây giờ phải thiết lập quan hệ hợp tác với Khương Vi Nhan. Vì vậy, lúc này, trong mắt bọn họ, Khương Vi Nhan không khác gì cái bánh ngọt. Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên lập tức bị đẩy ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc và tức giận nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan đang được mọi người vây xung quanh chết tiệt, bố, chuyện gì đang diễn ra vậy? Dựa vào đâu mà lại là con ả à, Khương Vi Nhan đó chứ? Khương Mỹ nghiên tức giận dậm chân. Khương Văn Kỳ cũng sốc không kém, nghi ngờ hỏi, lẽ nào là vì tiêu chính văn? Không thể nào, anh ta bây giờ có phải chủ soái Bắc Lương đâu. Hơn nữa, Wesley này là doanh nhân nước ngoài, cho dù anh ta là chủ soái Bắc Lương thì có tác dụng gì chứ? Khương Văn Kỳ phẫn nộ hét lớn. Khương Văn Kỳ gật đầu, Sắc mặt lạnh lùng, bất giác nở nụ cười. Nhìn thấy bố đột nhiên mỉm cười, Khương Mỹ Nghiên nghi ngờ hỏi: "Bố, đến lúc này rồi mà bố còn cười được à?" Khương Văn Kỳ nói: "Con gái ngốc ạ, à, nếu Khương Vi Nhan đã lấy được hợp đồng với ông Wesley thì chẳng phải là nhà họ Khương ta đã lấy được sao?" Nghe thấy vậy, Khương Mỹ Nghiên ngây người ra, sau đó mới phản ứng lại: "Bố, ý của bố là?" Khương Văn Kỳ nói: dù sao Khương Vi Nhan cũng là người nhà họ Khương, mặc dù cô ta đã rời khỏi nhà họ Khương, nhưng máu đặc hơn nước, chỉ cần chúng ta nói khéo một tí, hợp đồng với ông Wesley tự khắc sẽ về tay chúng ta thôi. Đúng vậy, Khương Mỹ nhiên vỗ tay, trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo. Sau đó, Khương Văn Kỳ chen vào, hét lớn, "Vi Nhan, Vi Nhan, chúc mừng cháu lấy được hợp đồng với ông Wesley, bác cả vui thay cho cháu." khương văn kỳ cố chen vào những người xung quanh cũng khó khăn lùi lại một chút người này đúng là không biết xấu hổ vừa nãy còn lăng mạ đủ kiểu bây giờ thì sắp vào khương vi nhan cũng cười nhạt nói cảm ơn bác cả khương văn kỳ lập tức nói cảm ơn gì chứ chuyện nên làm mà chúng ta đều là người nhà họ khương bác là bác cả của cháu mà đi thôi bác cả mời cháu ăn cơm chúng ta cùng nhau chúc mừng mẹ kiếp ông đúng là không biết xấu hổ đúng vậy vừa nãy người nào đó còn lớn tiếng mắng chửi bây giờ thấy người ta hợp tác thành công rồi thì sấn lại bác cả bác hai còn muốn kéo cô ấy đi để một mình trục lợi à tổng giám đốc khương nhà họ nếu chúng tôi mời cô đi ăn cơm chỉ cần có thể được hợp tác với cô chuyện gì cũng được hết đột nhiên tất cả mọi người đều lo lắng khương văn kỳ mặt dày nói muốn kéo khương vi nhan đi để trục lợi một mình Khương Văn Kỳ xa sầm mặt mày, nói, mấy người nói linh tinh gì thế? Tôi là bác cả của nó, tôi thật lòng thấy mừng cho con bé đấy chứ. Phi, đồ chó già mặt dày. Cái tính nết của nhà họ Khương các người, chẳng lẽ chúng tôi không biết sao? Mặt dày như thớt, không biết xấu hổ. Mọi người đồng loạt mắng chửi. Có một số người thậm chí còn cãi nhau với Khương Văn Kỳ, chỉ thiếu lao vào đánh nhau nữa thôi. Lúc này, tiêu chính văn lạnh lùng nói im lặng hết đi ông ta dù sao cũng là bác của vợ tôi đúng 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 tiêu chính văn đúng là cháu sáng suốt khương văn kỳ không ngờ rằng tiêu chính văn lúc này lại đứng ra giúp mình lập tức nở nụ cười mọi người nghe xong chỉ đành bó tay âm thầm quan sát tuy nhiên câu tiếp theo của tiêu chính văn khiến sắc mặt khương văn kỳ như chìm xuống đáy anh nói khương văn kỳ nếu như ông thật sự mừng thay cho Khương Vi Nhan, vậy thì chi bằng nhân lúc này, ở trước mặt mọi người, xin lỗi vợ tôi đi, sao nào. Dù sao, đều là người một nhà cả, chúng tôi sẽ không trách ông vì những chuyện quá quát mà trước đây ông làm ra nữa. Nghe thấy vậy, Khương Văn kỳ sướng sờ. Ông ta nhìn ánh mắt xảo quyệt của Tiêu Chính Văn, khóe miệng không ngừng co giật. Tiêu Chính Văn chết tiệt. Khương Vi Nhan cũng ngây ra, không ngờ Tiêu Chính Văn lại làm như vậy. Cô cũng định thôi rồi, tuy nhiên, nghĩ một lúc, cô không lên tiếng nói gì. Nhà họ Khương quả thực nợ cô một lời xin lỗi. Tiêu chính văn, anh đừng quá đáng, Khương Mỹ nghiên lập tức chỉ trích. Tiêu chính văn quay đầu lại, cười lạnh nói, đúng rồi, vừa nãy có người nói, nếu như Khương Vi Nhan lấy được hợp đồng sẽ quỳ xuống xin lỗi vợ tôi trước mặt tất cả mọi người, bây giờ, cô có thể quỳ rồi đấy. Anh, Khương Mỹ nghiên tức điên người, Lập tức kéo Khương Văn Kỳ xoay người rời đi, "Bố, chúng ta đi." "Chẳng phải chỉ là một hợp đồng thôi sao, có gì to tát đâu chứ?" Tuy nhiên, Khương Văn Kỳ kéo cánh tay Khương Mỹ Nghiên, lạnh lùng nói, "Quỳ xuống." Chương 525, ông cụ đổ bệnh nặng. Khương Mỹ Nghiên ngẩn người ra, vẻ mặt đau khổ, "Bố." "Quỳ xuống." Khương Văn Kỳ trầm giọng hét lớn. "Phịch." Khương Mỹ Nghiên không cam tâm quỳ xuống dập đầu xin lỗi Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, xin lỗi, vừa nãy là do tôi sai, tôi xin lỗi hai người. Khương Văn Kỳ ở bên cạnh lập tức nở nụ cười nịnh hót, Tiêu Chính Văn, như vậy đã được chưa? Con gái tôi đã xin lỗi rồi. Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu, lập tức kéo Khương Vi Nhan rời đi. Ở đằng sau, Khương Văn Kỳ vội vàng hét lớn, Tiêu Chính Văn, Vi Nhan, ngày mai bác đến bản chuyện hợp đồng nhé cho đến khi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan rời đi, sắc mặt Khương Văn Kỳ lúc này mới sầm xuống. Khương Mỹ Nhiên cũng nhanh chóng đứng dậy, tức giận hư lạnh, nói bố, vì sao bố lại bắt con quỷ xuống thế? Thật sự quá mất mặt, một con đàn bà chết tiệt như cô ta thì dựa vào đâu chứ? Khương Văn Kỳ quay đầu lạnh lùng nhìn chầm chầm cô ta nói, con cho rằng cô ta vẫn còn là Khương Vi Nhan trước đây sao? Không nhìn thấy nhà cô ta không coi nhà họ Khương ra gì à, không coi người bác cả này ra gì à? Mau theo bố quay về, nói chuyện này với ông cụ. Nói xong, Khương Văn Kỳ quay đầu lên xe, nhanh chóng cùng Khương Mỹ Nghiên quay về nhà họ Khương. Lúc này, ông cụ đang ngồi ở trong sân, nhìn thấy hai bố con Khương Văn Kỳ quay lại, vội vàng hỏi, sao rồi, đã gặp được ông Wesley chưa? Sắc mặt Khương Kỳ khó coi vô cùng, quỳ phịch xuống trước mặt ông cụ, khóc lóc nói, bố, con trai bất tài ông wesley không chịu gặp nhà họ khương chúng ta ngược lại lại gặp khương vi nhan còn ký hợp đồng với cô ta bây giờ hàng trăm đại diện doanh nghiệp và gia tộc nổi tiếng đều đang tranh giành hợp tác với khương vi nhan tu hà bây giờ không còn chỗ đứng cho nhà họ khương chúng ta nữa rồi nghe thấy vậy khương thái sương tức giận đứng lên toàn thân run rẩy nói gì gì cơ khương vi nhan và ông wesley ký hợp đồng hợp tác với nhau rồi hà Cô ta, cô ta phản bội nhà họ Khương chúng ta sao? Vâng, vâng ạ, à, bố, Khương Vi Nhan tự mình thành lập một công ty, cũng không biết cô ta đã thực hiện giao dịch gì với đội doanh nghiệp nước ngoài của ông Wesley mà lại ký hợp đồng được với bọn họ. Khương Văn Kỳ khóc lóc chỉ trích, đúng là một diễn viên thực lực. Khương Mỹ Nghiên ở đằng sau cũng quỳ xuống đất, khóc lóc phụ họa theo. Khương Thái Sương tái mét mặt mũi, biểu cảm vô cùng kích động, tức giận nói giỏi khương vi nhan giỏi lắm muốn tuyệt đường sống của nhà họ khương đây mà à đột nhiên ông cụ vô cùng đau đớn ôm chặt lấy tim sau đó trợn tròn mắt ngã xuống đất bố 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 sao thế mau gọi bác sĩ ông nội ông nội ông đừng dọa mỹ nghiên mà chẳng bao lâu tin tức ông cụ khương bị bệnh nặng đã lan truyền khắp nhà họ khương ông cụ cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn vừa về nhà thì đã nhận được điện thoại của Khương Học Bác. "Vi Nhan, mau tới bệnh viện, ông nội sắc không ổn rồi." Khương Học Bác lo lắng hét lớn. "Gì cơ, ông nội không ổn rồi á?" À? Khương Vi Nhan cả kinh một hồi. Sau khi cúp điện thoại, cô vội vàng nói với Tiêu Chính Văn, "Chồng ơi, mau đưa em tới bệnh viện, ông nội không ổn rồi." Tiêu Chính Văn cau mày, không chậm trễ vội vàng gọi xe đưa khương vi nhan đến bệnh viện ở bệnh viện ba người nhà khương văn kỳ và khương học bác đều đang đứng vây quanh phòng bệnh sắc mặt vô cùng lo lắng lúc này khương vi nhan và tiêu chính văn vội vàng đi tới bố ông nội sao rồi khương vi nhan quan tâm hỏi dù sao cũng là ông nội mình lão ta xảy ra chuyện khương vi nhan không thể không lo lắng được khương học bác lắc đầu thở dài không rõ nữa đang được cấp cứu hừ khương vi nhan cô còn mặt mũi tới đây à đều là tại cô khiến bệnh đau tim của ông nội tái phát khương mỹ nghiên đột nhiên lao ra chửi vào mặt khương vi nhan chửi bới sắc mặt tiêu chính văn sầm xuống lạnh lùng nói khương mỹ nghiên chú ý lời nói của cô một câu nói khiến khương mỹ nghiên sợ đến mức toàn thân run rẩy vội vàng lùi lại vài bước sau đó cô ta lại hét lên, sao nào, tiêu chính văn, anh muốn động tay động chân ở đây à? Trước đây anh là chủ soái Bắc Lương nhưng giờ thì không phải nữa rồi. Anh đừng có lấy cái chức danh đó của mình ra dọa nạt người khác. Tiêu chính văn cau mày. Khương Văn Kỳ lúc này đột nhiên đứng ra, lạnh lùng chừng mắt nhìn Khương Mỹ Nghiên, quát, đủ rồi. Sau đó, ông ta lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan, nói, Vi Nhan, lần này ông cụ hoàn toàn là bị cô chọc cho tức chết đấy cháu khương vi nhan ngây người ánh mắt khương văn kỳ sắc nhẹm tiếp tục nói ông cụ biết cô tự mình mở công ty còn hợp tác với ông wesley tức giận đến mức cơn đau tim tái phát trước khi ngất đi còn hét lớn cô làm như vậy là tuyệt đường sống của nhà họ khương nghe thấy câu này khương vi nhan rơi vào trầm mặc từ phân nghe thấy câu này hai mắt lập tức sáng lên vội đi tới hỏi con gái con tự mình mở công ty rồi à? Còn ký hợp đồng với thương nhân nước ngoài sao? Khương Vi Nhan gật đầu. Ái trà, con gái của tôi xuất sắc quá. Từ phân lập tức vỗ đùi, vui sướng hét lên một tiếng, sau đó quay sang Khương Văn Kỳ, lạnh lùng nói, Khương Văn Kỳ, lời vừa rồi anh nói là không đúng. Cái gì mà bảo Khương Vi Nhan nhà chúng tôi làm cho ông cụ tức đến mức phát bệnh chứ? Là do các người bất tài, không mang được hợp đồng về, bây giờ ông cụ đổ bệnh rồi mấy người lại đổ hết lên đầu con bé trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy khương vi nhan cũng hơi ngạc nhiên không ngờ rằng từ phân lại đứng ra nói giúp mình không chỉ riêng cô khương thần ở bên cạnh đang chơi điện thoại lúc này cũng đứng cạnh khương vi nhan nói đúng vậy chị cháu dựa vào thực lực mà giành được hợp đồng mấy người không làm được thì cũng đừng ngậm máu phun người chứ tiêu chính văn đứng bên cạnh xem trò vui gia đình này đúng là lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Khương Văn Kỳ sa sầm mặt mày, tiếp lời, mấy người nói gì cơ. Ông cụ đổ bệnh chính là vì Khương Vi Nhan, nếu không phải cô ta cướp hợp đồng của chúng tôi thì sẽ xảy ra chuyện gì vậy sao? Cướp cái con khỉ, Khương Văn Kỳ, tôi thấy anh chỉ là đang đố kỵ mà thôi. Hai gia đình lập tức lao vào cãi nhau. Lúc này, một nữ y tá đi tới, lạnh lùng nói cãi nhau cái gì, ở đây là bệnh viện còn cãi nữa đuổi hết mấy người ra ngoài đấy hai nhà nhanh chóng im bặt nhưng vẫn không quên liếc xéo nhau lúc này cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra bác sĩ đi ra ngoài khương văn kỳ lo lắng bước lên hỏi bác sĩ bố tôi thế nào rồi bác sĩ nói cũng may được đưa tới bệnh viện kịp thời tuy nhiên sức khỏe ông cụ vẫn còn rất yếu cần phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian Khương Văn Kỳ lập tức đồng ý, "Vâng, vâng ạ." Một lúc sau, hai gia đình tiến vào phòng bệnh của ông cụ. Khương Thái Sương cũng đã tỉnh dậy sau cơn mê, đeo mặt nạ thở và đưa bàn tay run rẩy của mình ra. Khương Văn Kỳ lập tức tiến lên trước, cầm tay ông cụ, nói: "Bố, bố muốn nói gì?" "Vi, Vi Nhan," ông cụ yếu ớt nói. Sắc mặt Khương Văn Kỳ sầm xuống, đứng dậy, nói với Khương Vi Nhan ở đằng sau, "Ông cụ gọi cô." Khương Vi Nhan bước tới, nắm tay của Khương Thái Sương, rơm rớm nước mắt, nói: "Ông nội, ông muốn nói gì ạ?" À? Khương Thái Sương yếu ớt nói: "Vi Nhan à, ông nội xin lỗi cháu, tuy nhiên cháu không thể tuyệt đường sống của nhà họ Khương được, lần hợp tác này, ông nội xin cháu, đưa cho nhà họ Khương đi." Chương 526: Giang Bắc, nhà họ Quý. Nghe thấy vậy, Khương Vi Nhan cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý: "Vâng, ông nội." Cháu đồng ý với ông. Lúc này, ông cụ mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khương Văn Kỳ đứng phía sau, trên mặt hiện lên một nụ cười gian trá. Sau đó, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn rời khỏi phòng bệnh. Khương Văn Kỳ đuổi theo sau, hét lớn, "Vi Nhan, lời ông cụ đã nói, cô nhất định phải hoàn thành hợp đồng này." Khương Vi Nhan nói, "Bác cả, mai bác đến công ty cháu nói chuyện đi." "Được." Được, được, Khương Văn Kỳ cười tô tuét, cũng không giữ Khương Vi Nhan. Lúc này, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đã rời khỏi bệnh viện, bước được vài bước, từ phân lại đuổi theo, hét lớn, Vi Nhan, con đợi đã. Mẹ, có chuyện gì vậy, sắc mặt Khương Vi Nhan lúc này rất kém. Con gái, còn chuyện gì được nữa, không phải con mới mở công ty sao, còn hợp tác với thương gia nước ngoài nữa. Mẹ có nghe nói đó là khoản đầu tư 5 tỷ đấy con thấy đấy, em trai con gần đây ở công ty cũng không có việc gì làm, còn suốt ngày bị bác cả con chèn ép, hay là, để nó đến công ty con làm đi, sắp xếp cho nó một vị trí giám đốc là được rồi. Từ phân mặt dày nói, Khương thần cũng đút hai tay vào trong túi quần, bình thản nói, đúng vậy, chị à, em làm ở công ty nhà họ Khương chán rồi, để em đến công ty chị đi, em chỉ cần một chức giám đốc thôi là được. Khương Vi nhan cau mày nói, mẹ, khương thần xin lỗi công ty con mới thành lập chưa có nhiều chức vụ như vậy sau này rồi nói đi nghe thấy vậy từ phân không vui hét lớn sao nào khương vi nhan bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nhỉ không thèm nhận tôi và em trai cô nữa đúng không cô được lắm mở được cái công ty liền không nhận mặt người thân nữa à chị chị không thể làm như vậy được vừa nãy mẹ với em đứng ra nói giúp chị đấy khương thần cũng không vui sắc mặt khương vi nhan rất khó coi do dự một lúc cũng không biết nên nói gì lúc này tiêu chính văn bước lên trước trên người tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo nói tôi cảnh cáo hai người thái độ nói chuyện với vợ tôi phải tôn trọng hơn chút thình thịch từ phân và khương thần đều bị dọa khiếp vía nhìn ánh mắt của tiêu chính văn bọn họ đều sợ hãi con gái à dù sao nó cũng là em trai con con không thể không quan tâm em trai mình được chứ từ phân lập tức kéo tay Khương Vi Nhan, ấm ước nói. Khương Vi Nhan bất lực thở dài, nói, được, vậy ngày mai em tới đi. Nghe thấy vậy, Khương Thần và Từ Phân đều cười phấn khích, gật đầu liên lịa. Sau đó, Khương Vi Nhan xoay người rời đi. Về đến nhà, cô mệt mỏi nằm trên ghế sofa, nói, chồng à, em mệt quá, mặc dù em đã hạ quyết tâm không quan tâm đến chuyện nhà họ Khương, nhưng hôm nay, Lúc ông nội nằm trên giường bệnh yếu ớt nói chuyện với em, em lại mềm lòng rồi, vừa nãy mẹ với Khương Thần cầu xin em, em cũng mềm lòng rồi, em nên làm thế nào bây giờ? Tiêu Chính Văn bước tới, nắm lấy bả vai Khương Vi Nhan, nói, không sao, bản chất con người thôi. Dù sao một người là ông nội em, một người là em trai em, nếu như em thật sự đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, thì lúc đó không phải là Khương Vi Nhan mà anh biết nữa rồi khương vi nhan chu môi nói vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì tiêu chính văn nghĩ một lúc nói cứ làm việc như bình thường là được rồi chỉ là một cái hợp đồng thôi mà cho nhà họ khương cũng không sao coi như đáp trả ân tình dưỡng dục nhà họ khương dành cho em còn về khương thần là một cậu chủ tính tình ương nhanh không chịu nổi khổ cực công ty cũng vừa mới thành lập em cứ cho cậu ta bừa một vị trí là được nghe thấy vậy khương vi nhan quay đầu lại Nước mắt lưng chồng nhìn Tiêu Chính Văn, nói cảm ơn chồng. Tiêu Chính Văn mỉm cười, nhéo mũi cô, vậy anh đi đón Nana đây? Vâng. Vài ngày sau, Khương Vi Nhan và nhà họ Khương ký một phần hợp đồng hợp tác, giao cho nhà họ Khương một phần dự án của đội doanh nghiệp nước ngoài của ông Wesley. Còn về Khương Thần thì trở thành một nhân viên nhỏ trong công ty. Mặc dù lúc đầu Khương Thần rất bất mãn, nhưng dưới sự cảnh cáo của Tiêu Chính Văn, cậu ta chỉ đành yên phận chấp nhận. Như vậy, hợp đồng hợp tác của công ty mới của Khương Vi Nhan và đoàn doanh nghiệp nước ngoài chính thức được triển khai. Khương Vi Nhan cũng chìm vào nhịp sống bận rộn. Còn Tiêu Chính Văn trở thành người nhàn rỗi nhất. Bởi vì đã lâu rồi Đỗ Tình Tuyết không tìm anh. Cộng thêm việc từ chức chủ soái Bắc Lương, rất nhiều việc đã không phải quản nữa. Trong khi Tiêu Chính Văn đang tập thể dục trong biệt thự, một bóng người đột nhiên nhảy qua tường bao, sau đó lặng lẽ đi tới sau lưng tiêu chính văn rồi quỳ một chân xuống thuộc hạ long lân tham kiến long vương tiêu chính văn xoay người lấy khăn lau mồ hôi sau đó nói đứng dậy đi long lân đứng dậy anh ta mặc một bộ quần áo màu đen cường tráng nước da khỏe khoắn sắc mặt như xương hai mắt sắc như kiếm đứng ở một bên một trong số tứ đại long tôn của điện thần long long lân thực lực đạt tới cấp độ của huyền soái hay sao? Bảo anh điều tra chuyện nhà họ viên, đến đâu rồi, tiêu chính văn hỏi. Long lân lập tức cung kính đáp, bẩm Long Vương, có chút tin tức, nhà họ viên có một gia tộc truyền đời ở tỉnh Giang Bắc, nhà họ quý, bọn họ vẫn luôn thay nhà họ viên hút tiền của ở Giang Bắc, là một con cờ quan trọng của nhà họ viên. Địa vị của nhà họ quý ở Giang Bắc cũng khá cao, là một trong số 6 thế gia lớn ở đó, trong gia tộc có 6 vị cao thủ có thực lực cấp quân vương, còn có một vị chiến thần đang chấn thủ. Nhà họ quý, Giang Bác, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Long Vương, có cần ra tay với nhà họ quý không? Long Lân hỏi. Tiêu Chính Văn cao mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, chiến thần nhà họ quý hiện đang phục vụ trong chiến khu nào? Long Lân lắc đầu, không ở đâu cả, dựa theo manh mối điều tra được, vị chiến thần đó thuộc một tổ chức hắc ám tên là Tứ Tuyệt là một trong số bố người lãnh đạo tổ chức này, đã làm ra vô số việc hại dân hại nước, thủ đoạn tàn nhẫn. Tuy nhiên, bởi vì được nhà họ quý âm thầm hỗ trợ nên tổ chức này vẫn hoạt động bình thường ở Giang Bắc 7-8 năm nay, trở thành công cụ tác oai tác quái của nhà họ quý. Tiêu chính văn cao mày, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, nói thu xếp ổn thỏa, ngày mai lên đường tới Giang Bắc. Nhà họ quý là món khai vị tôi dành cho nhà họ viên vâng long vương long lân cung kính đáp ngày hôm sau tiêu chính văn và long lân lên máy bay đi tới giang bắc trước đó long lân đã bố trí sẵn người tạo nhiệt ở tỉnh giang bắc hôm nay toàn bộ tỉnh giang bắc vô cùng náo nhiệt và chấn động mười mấy gia chủ của các gia tộc lớn còn có tỷ phú giàu nhất của tỉnh đều đang đứng đợi ở sân bay bởi vì hôm nay tỉnh giang bắc sẽ đón một nhà đầu tư nước ngoài về 50 tỷ đô la Mỹ. Hạn ngạch đầu tư như vậy khiến tỉnh Giang Bắc như phát điên. chương 527, bắt đầu bố trí. Lúc này, sân bay giới nghiêm, khắp nơi đều là vệ sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang. Các doanh nghiệp lớn và gia chủ của các nhà quyền thế tỉnh Giang Bắc đều đang sốt ruột chờ đợi ở phòng chờ của sân bay. Lúc này đột nhiên đám người xuất hiện rối loạn. Ôi, mau nhìn kìa, là người nhà họ quý, người nhà họ quý cũng đến rồi khiếp thật tin tức nhà đầu tư nước ngoài trở về này khiến cả nhà họ quý cũng kinh động không chỉ nhà họ quý sáu thế gia lớn đều phái người đến rồi nhất thời đám người trong sân bay bàn tán sôi nổi mà trong tầm mắt của mọi người một đoàn người lúc này vượt qua đám người chen lấn đi thẳng đến phía trước nhất của phòng chờ người đi đầu đương nhiên là gia chủ nhà họ quý quý tốn dẫn theo em trai thứ hai quý thiên hào và con trai quý long của mình phía sau bọn họ toàn bộ đều là vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ quý thứ dắt bên hông đều là súng thật đám người nhà họ quý xuất hiện ở phòng chờ của sân bay trong chớp mắt đã dấy lên không ít lời bàn tán không ít nhà doanh nghiệp và gia chủ các nhà quyền thế tỉnh giang bắc cũng nhao nhao ủa đến chào hỏi đám người quý tốn quý tốn đều khẽ gật đầu dáng người ông ta hơi gầy mũi chim ưng, đôi mắt lạnh lẽo lóe lé lên vẻ hung ác thâm sâu khó lường. Em trai thứ hai của ông ta là Quý Thiên Hào đi phía sau, dáng người cường tráng vạm vỡ, mắt hổ mày rậm, toàn thân đằng đằng sát khí. Quý Long ăn mặc kiểu quần áo lượt là điển hình, đầu vuốt keo má đánh phấn, trông như kiểu anh chàng đẹp trai Hàn Quốc, lúc này tỏ ý chê bai, bố, bố dẫn con đến đây làm gì? Con đã hẹn bạn đi đua xe rồi. Quý Tốn nghe vậy, nhíu mày trầm giọng nói, nhỏ tiếng chút. Nhiều người như vậy, con không biết khiêm tốn chút à. Vị khách hôm nay vô cùng quan trọng với nhà họ quý. Mức đầu tư 50 tỷ USD tương đương với 300 tỷ tiền Hoa Quốc. Đủ để mua 4 năm nhà họ quý đấy. Quý Long gật đầu, con biết rồi, suốt dọc đường cũng không biết bố đã nói bao nhiêu lần nữa lúc này thẩm thiên hà người giàu nhất tỉnh giang bắc nhìn thấy đám người quý tốn thì trên mặt cũng đầy vẻ nịnh họt bước nhanh đến chắp tay cười nói gia chủ quý ông hai cậu chủ quý mọi người cũng đến rồi quý tốn liếc nhìn thẩm thiên hà hơi mỉm cười ừ tỷ phú thẩm cũng đến rồi đương nhiên nhà họ quý tôi phải đến chứ thẩm thiên hà cười ha ha đáp gia chủ quý quá lời rồi thẩm thiên hà tôi mãi mãi chẳng thể so sánh với nhà họ quý được ha ha Thẩm Thiên Hà, ở trước mặt tôi đừng nói những lời tốt đẹp này, Thẩm Thiên Hà ông có thế lực và mánh khóe gì, quý tốn tôi đã từng lĩnh giáo hết rồi." Quý tốn lạnh lùng nói. Thái độ của Thẩm Thiên Hà không được coi là khách sáo, cũng không tính là quá tệ. Ở tỉnh Giang Bắc, mọi người đều biết, mối quan hệ giữa sáu thế gia lớn và Thẩm Thiên Hà người giàu nhất tỉnh Giang Bắc này rất tế nhị. Có hợp tác, có tranh giành. Có thể nói thẩm thiên hà có thể vùng dậy ở tỉnh Giang Bắc, trở thành tỷ phú, được lợi từ sự khôn khéo của chính ông ta, xử lý mối quan hệ với sáu thế gia lớn rất thỏa đáng. Cũng có người nói, nhà họ thẩm của thẩm thiên hà có thể trở thành thế gia lớn thứ bảy của tỉnh Giang Bắc. Có điều vì nơi như tỉnh Giang Bắc, chú trọng quy củ còn sót lại mấy trăm năm, muốn thành lập một thế gia mới, buộc phải có được sự đồng ý của sáu thế gia lớn còn lại mới có thể xác định. Vốn dĩ năm thế gia lớn đã đồng ý rồi, nhưng đến phía nhà họ quý, quý tốn lại không đồng ý. Cho nên nhà họ thẩm cũng chưa thể trở thành thế gia lớn thứ bảy của tỉnh Giang Bắc. Vì thế, quan hệ giữa thẩm thiên hà và quý tốn này rất có vấn đề. Ha ha ha, gia chủ quý nói đùa rồi, thẩm thiên hà mỉm cười. Lúc này, gia chủ và đại diện của năm thế gia lớn còn lại cũng dối rít đi vào phòng chờ của sân bay lần lượt là nhà họ tiền chủ doanh nghiệp kinh doanh nguyên liệu ngọc thạch nhà họ ngô chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu gỗ nhà họ thang chủ doanh nghiệp kinh doanh tụ điểm giải trí nhà họ đinh chủ doanh nghiệp bất động sản nhà họ ôn chủ doanh nghiệp kinh doanh sòng bạc và giao dịch mua bán nước ngoài lúc này sáu gia tộc lớn tụ họp mở ra màn sóng to gió lớn của tỉnh tất cả gia chủ các thế gia đều khẽ gật đầu coi như chào hỏi nhau. Trông có vẻ rất hòa nhã, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, gió bão trong bóng tối này đã bắt đầu nhen nhóm. Nhà đầu tư từ nước ngoài trở về này rốt cuộc có thân phận gì nhỉ? Có người trong đám đông thắc mắc. Không rõ, chỉ biết là rất có tiền, ở nước ngoài nghe nói có tài sản 500 tỷ USD. Vãi, tài sản 500 tỷ USD sao? Khoa trương quá rồi chăng? người này làm nghề gì vậy chứ? Nhiều tiền quá rồi đấy. Ai biết được, nghe đồn rằng, ngay cả gia tộc ẩn danh như gia tộc Rothschild cũng có quan hệ không bình thường với người này. Cùng với lời bàn tán của mọi người, tin tức liên quan đến thân phận của nhà đầu tư nước ngoài lần này cũng dần dần được tiết lộ một chút. Mà cùng lúc này, trong sân bay, một chiếc máy bay chuyên dụng vừa hạ cánh. Tiêu chính văn bước ra từ trong cửa khoang, con người sáng rực lạnh lùng, toàn thân toát ra hơi thở của thương nhân cao quý. Trước khi đến, anh đã đặc biệt ăn diện một phen. Phía sau là trợ lý Long Lân. Long Vương đến rồi, gia chủ của sáu thế gia lớn ở tỉnh Giang Bắc, tỷ phú Thẩm Thiên Hà và các nhân vật lớn đều đang đợi anh ở phòng chờ của sân bay. Long Lân cung kính nói. Khóe miệng tiêu chính văn nhếch lên một nụ cười xấu xa, để bọn họ đợi đi, chúng ta ra từ nơi khác. Rõ, Long Lân trả lời. Đúng rồi, tiện thể tung chút tin đồn, cứ nói là lần này tôi đến hợp tác là muốn tìm một người đại diện ở Giang Bắc thay tôi quản lý thị trường đầu tư trăm tỷ của Hoa Quốc, còn về đầu tư tỉnh Giang Bắc chỉ là trạm đầu tiên. Hoan nghênh tất cả mọi người đến thương lượng trước, có điều cuối cùng tôi chỉ hợp tác với một người hoặc một gia tộc, họ phải để tôi nhìn thấy được dã tâm và bản lĩnh của bọn họ. Tiêu Chính Văn mỉm cười. Long Lân nghe vậy, hơi nhíu mày nói, Long Vương, anh muốn làm hỗn loạn Giang Bắc sao? Để bọn họ vì anh mà tự tranh đấu với nhau. Đúng vậy. Tiêu Chính Văn mỉm cười sau đó rời khỏi sân bay từ lối đi VIP cao cấp, ngồi xe chuyên dụng sớm đã chuẩn bị xong, đến khách sạn 5 sao đặt sẵn. Mà lúc này, ở phòng chờ của sân bay, đám nhân vật lớn của tỉnh Giang Bắc đợi cả buổi vẫn không đợi được đại gia siêu giàu trong lời đồn, không khỏi sốt ruột nôn nóng. Gia chủ quý ông nói xem quý nhân này chắc không phải là không đến giang bắc chứ gia chủ tiền không nhịn được liền hỏi quý tốn cũng nhíu mày nói đợi thêm đi nhưng đột nhiên thẩm thiên hà như nhận được tin tức gì đó liền đưa người rời khỏi sân bay thấy vậy quý tốn vội vàng gọi thẩm thiên hà lại hỏi tỷ phú thẩm ông đang làm gì thế lẽ nào có tin tức rồi sao thẩm thiên hà nhìn đám người vây quanh mỉm cười nói đừng đợi nữa quý nhân kia đến từ sớm rồi, có điều cậu ta đã rời khỏi sân bay rồi. Nghe vậy, quý tốn sốt ruột, hỏi đi đâu rồi? Thẩm thiên hà cười, xin lỗi gia chủ quý, tôi cũng không rõ. Dứt lời, thẩm thiên hà dẫn người của mình nhanh chóng rời khỏi sân bay. Trong sân bay, đám người còn lại hoàn toàn sửng sốt. Mà nửa tiếng sau, trong phòng tổng thống đắt tiền nhất của khách sạn số 1 Giang Bắc hào hoa nhất, lớn nhất tỉnh Giang Bắc. Thẩm Thiên Hà khép na khép nép đứng phía sau một chàng trai, khom lưng, nói vô cùng cung kính, "Long Vương đại nhân, mọi thứ đã sắp xếp xong, hôm nay e rằng gia chủ nhà họ Quý ngủ không ngon rồi." "Ừ, làm không tệ." Tiêu Chính Văn xoay người qua, nhìn Thẩm Thiên Hà rất tán thưởng, nói, "Kể từ hôm nay, anh Bạch là thân phận duy nhất của tôi ở Giang Bắc." Chương 528: Người nhà họ Viên đến. Thẩm Thiên Hà cung kính lên tiếng, "Vâng." thưa cậu Bạch. Ngay sau đó, Long Lân bước vào, liếc nhìn Thẩm Thiên Hà, Thẩm Thiên Hà cũng vô cùng cung kính cúi đầu chào Long Lân. "Long Vương, tin tức vừa thu được, ngày hôm nay nhà họ Viên sẽ cử một người đại diện tới Giang Bắc, bàn bạc với nhà họ Quý. Rất có khả năng là trao đổi xem lần này làm thế nào để lấy được 50 tỷ USD đầu tư." Long Lân nói. Tiêu Chính Văn nhếch miệng cười, đáp "Quả nhiên, nhà họ Viên vẫn bị mắc câu rồi." nếu đã như vậy, chúng ta nên chuẩn bị một vở kịch thật tốt. Sứt lời, tiêu chính văn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất, nhìn xuống phong cảnh mây núi của tỉnh Giang Bắc. Lúc này, nhà họ quý, sắc mặt quý tốn cực kỳ khó coi, tức giận vỗ bốp lên tay vịn của ghế thái sư, nói, được lắm thẩm thiên hà. Lại dám coi thường nhà họ quý tôi. Anh cả, bây giờ tính sao? Rõ ràng thẩm thiên hà biết lộ trình của cậu bạch đó, mà ông ta vẫn âm thầm tiếp cận một mình. Ánh mắt quý thiên hào lạnh như băng, tiếp tục nói, em thấy, chỉ bằng chúng ta thuê vài người giết thẩm thiên hà. Lão già này đã đối đầu với nhà họ quý bao nhiêu năm nay, em đã thấy chướng mắt từ lâu. Vớ vẩn, quý tốn quát mắng, thẩm thiên hà tốt xấu gì cũng là người giàu có nhất tỉnh Giang Bắc chúng ta, quyền lực sau lưng cực kỳ lớn. Nếu ông ta dễ dàng bị tiêu diệt như vậy thì đối với nhà họ quý mà nói chỉ có hại chứ không có lợi hơn nữa chú coi những người này ở tỉnh đều bị mù hết rồi hay sao một khi thẩm thiên hà chết mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng nhà họ quý chúng ta làm được một mất mười đấy nghe xong vẻ mặt quý thiên hào vô cùng khó coi siết chặt nắm đấm giận dữ nói vậy chúng ta phải làm gì đây chẳng lẽ cứ như vậy để thẩm thiên hào tiếp cận với cậu bạch sao đến lúc đó thì quá muộn rồi ánh mắt quý tốn lóe lên tia sáng lạnh lùng nói không vội tôi đã cho người âm thầm theo dõi Thẩm Thiên Hà rồi, chỉ cần ông ta có động tính gì thì chúng ta đều sẽ biết. Mấy ngày tới, nhà họ viên sẽ cử một đại diện đến bàn bạc bước tiếp theo với chúng ta, nên trước lúc đó không được hành động thiếu suy nghĩ. Lúc ông ta đang nói, một quản gia hấp tấp chạy vào, cung kính nói, gia chủ, người của nhà họ viên tới cổng rồi. Cái gì, nhanh vậy sao? Quý tốn nghe xong, vẻ mặt nhăn nhó, nhanh chóng đứng dậy, vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng, đến sảnh lớn cùng Quý Thiên Hào. Lúc này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc bộ vest chê màu xanh đắt tiền, hai tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn cách bài trí của nhà họ Quý. Sau lưng còn có hai vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính dâm, trên người toát ra khí thế không giống nhau, khiến người khác không dám đến gần. Lúc này, Quý Tốn và Quý Thiên Hào nhanh chóng từ phòng trong đi ra, vẻ mặt đầy kích động. Nở nụ cười nịnh nọt tiếp đón, cậu Viên, không ngờ cậu lại đột nhiên đến thăm, không tiếp đón từ xa, nếu biết hôm nay cậu đến đây, tôi nhất định dẫn theo toàn bộ người nhà họ Quý đến sân bay đón cậu. Người đàn ông đó quay lại, quan sát Quý Tốn từ trên xuống dưới, hờ hững nói, ông chính là Quý Tốn à? Quý Tốn vội nở nụ cười, đúng vậy. Ừ, tôi tên là Viên Lãng cũng là đại diện của nhà họ viên được cử đến đây để bàn bạc với nhà họ quý về khoản đầu tư 50 tỷ USD của thương nhân nước ngoài. Viên lãng bình thản nói, vẻ mặt không có nhiều biến đổi. Quý tốn vội vàng gật đầu đáp vâng, 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 chúng tôi đã cung kính chờ đợi rất lâu, mời cậu viên vào bên trong ngồi. Viên lãng gật đầu, đi thẳng vào phía trong phòng. Sau khi viên lãng bước vào, quý thiên hào mới cao mày nhỏ giọng nói, anh cả, Cậu viên này trông có vẻ khá trẻ, nhà họ Viên có ý gì vậy? Một tên nhóc còn trẻ như vậy, có thể giúp chúng ta giành được quyền hợp tác lần này không? Sắc mặt Quý Tốn đanh lại, trừng mắt nhìn Quý Thiên Hào, nói, "Được rồi. Ít bàn luận sau lưng cậu viên đi, nhà họ Viên làm việc, đương nhiên có sắp xếp và dụng ý của riêng họ. Chúng ta chỉ cần phối hợp theo là được rồi." Dứt lời, Quý Tốn vội đi theo sau. Trong phòng Viên Lãng ngồi ở vị trí cao nhất, nhấp một ngụm trà rồi đi thẳng vào vấn đề, "Gia chủ Quý, lần này nhà họ Viên cử tôi đến đây, nhiệm vụ rất đơn giản, đó là giúp đỡ nhà họ Quý giành được quyền hợp tác với doanh nhân trở về từ nước ngoài. Một khi hợp tác đạt được kết quả, nhà họ Viên sẽ lấy 70% lợi nhuận, không biết gia chủ Quý có ý kiến gì không?" "Cái gì? 70%? Vậy nhà họ Quý còn cái gì gọi là lãi lời nữa?" Nghe xong, Quý Thiên Hào rất bất mãn, phẫn nộ đứng dậy nói lớn. Sắc mặt viên lãng lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Quý Thiên Hào. Quý Tốn vội vàng đứng dậy tức giận quát Quý Thiên Hào. Láo tuét, trước mặt cậu viên mà dám lớn tiếng nói như vậy, không hiểu quy tắc sao, mau xin lỗi cậu viên đi. Nhưng anh cả à, 70% lợi nhuận, Quý Thiên Hào vẫn không phục. Xin lỗi, tôi bảo chú xin lỗi, Quý Tốn tức giận nói. Bốp! Đồng thời, ông ta đột nhiên tát một bà tai vào mặt Quý Thiên Hào. Quý Thiên Hào sướng sờ, biết anh cả đã tức giận thật nên cúi đầu nói với Viên Lãng, Xin lỗi, cậu Viên, tôi đã mạo phạm đến cậu rồi. Viên Lãng cười nhạt, nói, không sao, nếu như ông có ý kiến khác thì có thể nói ra. Có điều, 70% lợi nhuận này là do nhà họ Viên quyết định. Nếu nhà họ quý có gì không vừa lòng thì có thể nói thẳng với tôi, Tôi sẽ quay về bàn bạc với các trưởng lão nhà họ Viên. Không, 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 không cần đâu, cậu Viên, đều nghe theo lời cậu nói. Chú hai nhà tôi, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cậu không cần để ý đến nó. Quý Tốn nịnh nọt cười nói, "Nếu gia chủ quý đã nói như vậy, thì mọi chuyện cứ như quyết thế đi." Viên lãng cười nhạt nói. Sau đó, hắn nói tiếp, "Mọi người nghe ngóng được bao nhiêu tin tức của anh Bạch rồi?" Quý Tốn buồn giàu nói: "Cậu Viên không giấu gì cậu. Hiện giờ nhà họ Quý chúng tôi biết không nhiều về cậu bạch đó." Nghe xong, Viên Lãng trầm mặc, biểu cảm trên mặt liền cứng đờ. Quý Tốn cũng vội giải thích: "Chủ yếu là có người âm thầm đối đầu với nhà họ Quý, cố tình che giấu tung tích của cậu bạch kia." Ai? Viên Lãng lạnh lùng hỏi. Người giàu số một ở tỉnh Giang Bắc, Thẩm Thiên Hà. Quý Tốn đáp. Thẩm Thiên Hà. Viên Lãng nhíu mày ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nói người này không dễ xử lý sau lưng ông ta có mạng lưới quan hệ rất phức tạp hình như còn có một nhân vật lớn chống lưng nghe thấy vậy quý tốn thầm thở dài quả nhiên tên thẩm thiên hà này không phải người đơn giản vậy thì cậu viên hiện giờ chúng ta nên làm gì quý tốn hỏi viên lãng nghĩ ngợi rồi nói rất đơn giản thay tôi mở một bữa tiệc mời những người có tiếng khắp tỉnh giang bắc lần này, tôi đại diện nhà họ viên đến, nên để mọi người thấy được thực lực của nhà họ viên. Hãy nhớ, lão già thẩm thiên hà này, nhất định phải mời bằng được. Vâng thưa cậu viên, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, quý tốn đáp. chương 529, đua xe là trò chơi tốc độ. Ngày hôm sau, nhà họ quý tổ chức bữa tiệc sang trọng, mời những nhân vật có tiếng trong các lĩnh vực của tỉnh Giang Bắc. Ngoài ra, trong buổi tiệc tối lần này sẽ có một ông lớn xuất hiện. Tin tức này vừa được công bố đã thu hút được không ít dư luận trong tỉnh Giang Bắc. Hầu như các gia tộc giàu có của cả tỉnh và người đứng đầu các doanh nghiệp lớn đều được mời đến. Đương nhiên, năm gia tộc lớn còn lại và Thẩm Thiên Hà cũng không phải ngoại lệ. Lúc này trong nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Hà nhìn thư mời trong tay, tỏ vẻ nghiêm trọng, nói, lão già quý tốn này đang dở trò gì đây? Lão gia, chúng ta cần tham gia không?" Ông quản gia đứng sau lên tiếng hỏi. Sắc mặt Thẩm Thiên Hà hơi khó coi, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Chuẩn bị xe, tôi đi gặp cậu Bạch một lát." Dứt lời, Thẩm Thiên Hà đi ra cửa, ngồi trên chiếc xe chuyên dụng của mình, tới khách sạn mà Tiêu Chính Văn đang ở. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn trong căn phòng trên tầng cao nhất, Thẩm Thiên Hà hỏi, "Cậu Bạch, nhà họ Quý tổ chức bữa tiệc sang trọng, mời tất cả nhân vật trong tỉnh." cậu nói xem tôi có nên đi hay không. Tiêu chính văn xoay người, thản nhiên nói, đi chứ, hơn nữa phải chuẩn bị thêm phần quà nữa. Quà ư, thẩm thiên hà không hiểu lắm. Tiêu chính văn vỗ vai thẩm thiên hà, cười nói, ông biết sao nhà họ quý lại tổ chức buổi tiệc vào lúc này không? Quả thật tôi không biết, mong cậu bạch chỉ rõ, thẩm thiên hà nói một cách khiêm tốn. Bởi vì nhà họ viên, lúc này, lòng lần bước từ ngoài cửa vào, khoanh tay thản nhiên nói, Long Vương, người nhà họ viên đã tới rồi, quý tốn và người nhà họ viên đã gặp nhau. Buổi tiệc tối lần này cũng do đại diện nhà họ viên sắp xếp, rõ ràng, mục đích thứ nhất lần này của bọn họ là Thẩm Thiên Hà, thứ hai là anh. Tôi sao, Thẩm Thiên Hà lại càng không hiểu. Long Lân cười nói, Thẩm Thiên Hà, mọi người ở Giang Bắc đều biết sau lưng ông có ông lớn chống lưng, nhưng mọi người lại không biết người đó là ai. Do đó, buổi tiệc tối mai là một lần thăm dò ông của nhà họ viên và nhà họ quý bọn họ muốn xem thử bản lĩnh của ông lớn sau lưng ông đáng để bọn họ ra tay không nếu sau khi ông lớn sau lưng ông biết đến nhà họ viên lại không dám ra tay thì bọn họ sẽ chèn ép ông nếu ông lớn sau lưng ông chuẩn bị đối đầu với nhà họ viên thì đương nhiên người đại diện nhà họ viên hôm nay tới sẽ xem xét lại lần nữa nên làm đối thủ của ông hay không nghe thấy vậy thẩm thiên hà mới hiểu rõ cười nói vậy tôi có thể yên tâm mạnh dạn đi rồi chẳng phải ông lớn sau lưng tôi là cậu bạch sao có chủ soái bắc lương tiền nhiệm chống lưng thì đương nhiên tôi không sợ gì nữa ha 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 tiêu chính văn và long lân đều bật cười được rồi ông thẩm ông về chuẩn bị cho tốt đi tiêu chính văn bình thản nói vâng thưa cậu bạch thẩm thiên hà đáp lại rồi rời khỏi khách sạn bên này long lân lại gần nói long vương tôi tìm ra rồi đại bản doanh tứ tuyệt nằm ở khu Bắc Thành của tỉnh, tối nay anh có muốn ra tay không? Tiêu chính văn nhíu mày, nói, không vội, tôi bảo cậu điều tra tin tức về thiếu gia nhà họ quý, cậu đã tra ra chưa? Tra ra rồi, quý Long là cậu ấm nhà giàu ăn chơi chắc táng, tối nay hắn có hẹn mấy cậu ấm đua xe ở Tây Sơn, Long lân nói. Ừ, vậy xếp thêm tôi vào, trước hết tôi muốn gặp tên quý Long này, tiêu chính văn lạnh lùng nói. Nửa đêm, ở Tây Sơn, tỉnh Giang Bắc. Lúc này, cả chân núi và đỉnh núi đều có tiếng đề của động cơ vang dội khắp nơi. Thoạt nhìn, dưới chân núi có mấy chục chiếc xe sang được độ lại đa dạng, xe đua đang rồ ga ầm ầm, chuẩn bị lao đi bất cứ lúc nào. Ầm. Uhm, Bỗng chốc, mấy chục chiếc xe được độ lại này đột nhiên phóng nhanh như bay tới đỉnh núi. Chiếc Ferrari màu đỏ dẫn đầu phóng nhanh bỏ lại bốn năm cái bóng xe cho mấy mười mấy chiếc xe ở phía sau. Người đang ngồi trên xe là thiếu gia quý long của nhà họ quý. Chỗ ghế phụ có một cô gái trẻ đẹp đang ngồi, trang điểm lộng lẫy, mặc bikini, vì chuyển động kịch liệt của xe và cua gấp nên những dao động mãnh liệt cứ ảo ảo liên tục, khiến cô ta sợ hãi hét ẩm lên. Quý Long đạp chân ga, nhìn mấy chục chiếc xe bị mình bỏ sau trong kính chiếu hậu, hắn nở nụ cười đắc ý danh hiệu thần đua xe của hắn ở tỉnh giang bắc này không chỉ là chém gió tuy nhiên lúc quý long đang gật gù đắc ý thì một bóng xe màu đen với tiếng động cơ vù vù phóng lên từ phía bên trái của hắn khoảnh khắc đó quý long sững sờ mẹ kiếp chuyện quái quỷ gì đây quý long trợn mắt mới nhìn rõ được chiếc xe vừa phóng lên lại là chiếc gta màu đen thời điểm đó ý chí chiến đấu trong lòng quý long rừng rực như lửa vãi dám vượt qua xe tao hắn nhấn mạnh vào chân ga một lần nữa chiếc ferrari đỏ của quý long cũng phóng nhanh ngay sau đó trên con đường núi tới đỉnh chỉ còn lại hai chiếc xe một đỏ một đen đang lao nhanh rượt đuổi nhau một khúc cua trên đường núi chiếc gta màu đen di chuyển theo hình chữ s bánh xe lăn trên những cục đá trên núi cán bay đi những viên đá đó đồng thời vì sự chật hẹp của đường núi nên nửa cái bánh xe đều nằm sát rìa đường núi, bánh xe lăn nhanh, cuốn bụi và đá vụn lên rồi phóng nhanh như bay. Tương tự, chiếc Ferrari đỏ do Quý Long điều khiển cũng di chuyển y như vậy. Nhưng vì kỹ thuật không tốt lắm nên lúc qua khúc cua thì bánh xe bay ra ngoài không chung, xoay vòng rất nhanh giữa không chung sát con đường núi. May mà Quý Long có kinh nghiệm phong phú, chuyển mạnh tay lái kéo thân xe về, rồi nhanh chóng phóng theo. 5 phút sau, trên đỉnh núi, mọi người đã sắp xếp xong tiệc mừng và đang hồi hộp chờ chiếc xe đầu tiên xông tới vạch đích. Âm thanh động cơ vang lên, cả dãy núi nghe được rõ ràng tiếng nổ vang đó. Sau đó, trong ánh mắt háo hức và mong đợi của mọi người, một chiếc GTA màu đen lao lên không trung, vượt qua vạch đích rồi nặng nề tiếp đất, quay 360 độ tại chỗ và dừng vững vàng tại đó. Tiếng mở rượu vang lên, còn có tiếng pháo lập tức vang khắp đỉnh núi. Thế nhưng khi mọi người nhìn rõ người bước xuống xe thì đều sững sờ. Mẹ Kiếp, thiếu gia quý đâu? Trời ơi, đây không phải xe của thiếu gia quý. Chuyện gì đây? Hôm nay thiếu gia quý không giành hạng nhất sao? Trong lúc đám nam nữ vô cùng hoảng hốt thì chiếc Ferrari đỏ cũng vượt qua vạch đích. Sau đó, bọn họ thấy trên chiếc Ferrari đỏ đó, Quý Long đang cực kỳ tức giận mở cửa xe bước xuống hắn bực mình lao tới chỗ người đàn ông ngồi ở đầu xe gta nắm cổ áo đối phương lạnh lùng hét thằng khốn mẹ mày mày là ai dám ra oai trên địa bàn của tao tiêu chính văn thản nhiên nhìn quý long đang tức giận trước mặt giơ tay ra siết chặt cổ tay quý long rồi dùng sức răng rắc nhấn quý long lên đầu xe gta tay bắt chéo sau lưng a a a nóng 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 lúc đó mặt quý long chạm vào vị trí động cơ của chiếc GTA, nóng đến mức hắn gào thét thảm thiết. Thiếu gia quý, đua xe là chơi tốc độ, đuổi không kịp là thất bại của anh. Tiêu chính văn lạnh lùng nói rồi buông tay, ném quý long sang một bên. chương 530, thua cuộc. Quý long nổi giận rồi. Từ trước đến nay chưa có ai dám đối xử với hắn như vậy. Hắn bỏ dậy vặn cánh tay, xoa gương mặt nóng đỏ bừng, hung giữ nhìn tiêu chính văn quát mẹ kiếp mày là ai có biết nơi này là địa bàn của quý long tao không dám ra tay đánh thiếu ra đây ngay trên địa bàn của tao à mày không muốn sống nữa phải không quý long không phải là người hiền lành gì lúc này hắn vừa tức giận quát lên đằng sau đã có hàng chục tên xăm chỗ cầm gậy lao đến mấy người này đều là đám côn đồ quý long nuôi để chuyên thay hắn làm việc ngọn núi này được quý long mua lại rồi cải tạo thành khu vực đua xe có mấy chục người trong xã hội đen canh giữ lúc này thấy thiếu gia nhà mình bị người ta đánh tất nhiên chúng tức giận xông đến giơ gậy gộc trong tay lên hung hăng nói mẹ kiếp dám đánh thiếu gia quý ở đây trên mình sống lâu quá sao thằng này là ai vậy trước đây chưa từng gặp người từ vùng khác đến sao ha ha người vùng khác mà lại dám ngông nghênh vậy à phép vua còn thua lệ làng, đắc tội với thiếu gia quý thì thằng danh đó phải chịu tội rồi. Lần trước có tên nhà giàu ở vùng khác vì ngủ với người tình của thiếu gia quý, thế là thiếu gia quý dẫn người đến phế bỏ của quý của hắn. Cuối cùng bố mẹ của tên nhà giàu đó vẫn ngoan ngoãn mang 50 triệu tệ đến chuộc người về đấy thôi. Nghe người xung quanh bàn tán, tiêu chính văn cũng xem như nhìn rõ được danh tiếng của quý long. Xem ra không phải là loại tệ hại bình thường sao nào, thiếu gia quý đua xe thua nên định đánh người à? Tiêu chính văn bình thản nói, ánh mắt không mảy may hoảng sợ. Nghe vậy, sắc mặt quý long trở nên u ám, hắn vung tay ra hiệu cho đám người đằng sau tạm thời đừng hành động vội vàng. Sau đó sắc mặt xám xịt bước đến trước mặt tiêu chính văn, lạnh lùng nói, thằng danh này, mày tên gì? Tiêu chính văn, tiêu chính văn bình tĩnh đáp. Tiêu chính văn, hình như Giang Bắc không có ai tên này, Mày ở đâu đến? Quý Long cũng không phải kẻ ngốc, nhíu mày hỏi. Tiêu Chính Văn bình thản nói, người ngoại tỉnh, tôi đến đây làm ăn, nghe nói ở đây có trường đua xe nên tôi đến xem thử, không ngờ đua xe Giang Bắc lại thấp kém, nhàm chán như vậy. Thiếu gia Quý, tôi nghe nói anh là thần xe nổi tiếng ở Giang Bắc, xem ra tối nay đua chẳng ra sao cả. Nghe anh nói vậy, Quý Long tức giận đáp, mày nói cái gì? Đua xe ở Giang Bắc nhàm chán á. Lúc nãy tao chỉ nhường thôi, nếu đua thêm một trận nữa, tao nhất định sẽ thắng mày. Nếu anh thua thì sao? Chúng ta phải cá cược chứ." Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. "Thua, Quý Long tao mà lại thua ư?" Quý Long bật cười nói, "Được, đã vậy thì chúng ta cược xem, nếu tao thua thì danh hiệu thần xe Giang Bắc sẽ nhường cho mày." Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại lắc đầu nói, Danh hiệu thần xe chẳng có tác dụng gì với tôi cả, chỉ bằng cứ thế này đi, nếu anh thua thì phải làm đàn em của tôi một tuần. Trong một tuần này, bất kể thiếu gia quý làm gì cũng phải nghe theo tôi. Nghe vậy, sắc mặt Quý Long trở nên u ám nói, thằng này, mày đang đùa với lửa đấy. Sao nào, không dám à, Tiêu Chính Văn dùng kế khích tướng. Hừ, có gì mà không dám chứ, nếu mày thua thì hôm nay tao sẽ đánh gãy một tay một chân của mày ở đây luôn thế nào dám không quý long trợn mắt nghiến răng nghiến lợi kiêu ngạo nói mấy cô cậu nhà giàu bên cạnh cũng hô hào theo được tiêu chính văn gật đầu đồng ý sau đó hai bên lần lượt lên xe đèn pha trước xe khá trói mắt một cô gái đeo tai thỏ mặc bikini cầm cờ đứng giữa hai chiếc xe hai bên đều là mấy cô cậu nhà giàu ở tỉnh giang bắc đang gieo hò cổ vũ Thiếu gia quý, cố lên, anh là thần xe của Giang Bắc chúng ta. Thiếu gia quý, chắc chắn thằng đó không thắng nổi anh đâu, bóp chết hắn đi. Ồ ồ ồ, bọn tôi đợi thiếu gia quý chiến thắng trở về. Cùng với tiếng reo hò của mọi người, Quý Long ngồi trong chiếc Ferrari màu đỏ hai tay giữ chặt vô lăng, chân liên tục đạp chân ga làm xe phát ra tiếng gầm rú hệt như tiếng gầm giận dữ của sư tử hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi trong chiếc xe bên cạnh qua cửa xe, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Hừ, dám đua xe với thiếu gia tao đây, tao sẽ chơi chết mày. Cô gái đeo tai thỏ bỗng phất cờ. Brum brum brum. Chiếc Ferrari đỏ phát ra tiếng gầm giận giữ phóng đi hóa thành ánh sáng màu đỏ như tên lửa. Một khởi đầu tốt. Ngay lập tức, hiện trường vang lên tiếng reo hò như thủy triều mà chiếc GTA màu đen bị tụt lại phía sau. Tiêu Chính Văn cũng không lo lắng đuổi theo chiếc Ferrari đỏ phía trước. Quý Long ngồi trong xe nhìn chiếc GTA đen đằng sau qua kính chiếu hậu rồi bật cười, ha ha. Với cái khả năng này mà cũng xứng đua xe với thiếu ra đây à, không biết tự lượng sức mình. Nhưng, hắn vừa nói xong câu này không lâu, tiếng động cơ ầm ầm vang lên bên tai hắn theo sau đó chiếc gta đen như con báo đen phóng đi vượt qua bên cạnh quý long chỉ để lại một làn khói vãi quý long ngây người chỉ trong phút chốc đối phương đã vượt qua mình quý long không phục cả người toát ra sự phẫn nộ hắn đạp chân ga điên cuồng đuổi theo tiêu chính văn nhưng mãi đến lúc về đến đích hắn mới nhận ra tiêu chính văn đang tựa vào xe nhàn nhã hút thuốc đứng chờ ở vạch đích khoảnh khắc đó quý long biết mình đã thua rồi mấy cô cậu nhà giàu ở hiện trường cũng im bặt. Họ không dám tin Quý Long lại thua lần nữa. Quý Long bước xuống xe, sắc mặt cực kỳ tệ. Mấy tên xăm sổ bên cạnh bước đến, mặt mày xám xịt nói, thiếu gia quý, anh chỉ cần nói một câu thôi, bọn tôi lập tức đánh gãy chân thằng này. Quý Long cau mày lắc đầu nói, không cần, Quý Long tôi cũng là tự nguyện cược. Chẳng phải chỉ làm đàn em một tuần thôi sao? Sứt lời, Quý Long đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói: "Kỹ thuật lái của anh không tệ, có thời gian thì dạy tôi đi." Tiêu Chính Văn hời hợt gật đầu nói: "Tất nhiên có thể, vậy thiếu gia Quý chịu thua rồi chứ?" "Đương nhiên, Quý Long tôi rất giữ chữ tín." Quý Long nói, mặc dù trong lòng rất không thoải mái nhưng hắn cũng không muốn bị mất mặt trước bao người. Nếu chuyện Quý Long hắn đua xe thua bị truyền ra ngoài, vậy sau này hắn làm sao lăn lộn ở Giang Bắc được nữa? Tiêu Chính Văn khẽ cười đáp, rất tốt, vậy tôi về trước, có thời gian tôi sẽ tìm đến anh. Dứt lời, Tiêu Chính Văn bước lên xe, lái chiếc GTA đen chạy mất hút. Sau khi Tiêu Chính Văn đi, một đám vây quanh lại, nhao nhao nói. Thiếu gia quý, anh cứ thế mà chịu thua sao? Tên đó lai lịch không rõ, còn muốn anh làm đàn em cho hắn một tuần, đúng là láo tuét. Thiếu gia quý, chỉ cần anh gật đầu, tôi lập tức tìm người cha ra nơi ở của hắn, sau đó đến đánh gãy chân hắn ném xuống sông. Sắc mặt quý long u ám, lạnh lùng trợn mắt quát đủ rồi. Các người muốn sau này quý long tôi không thể lăn lộn ở giang bắc này nữa sao? Suốt lời quý long cũng lái chiếc Ferrari rời khỏi Tây Sơn. Bên này sau khi về đến khách sạn, tiêu chính văn thay một bộ đồ thể thao, rồi nói với Long Lân đứng đợi ở cửa, đi thôi, chúng ta đi gặp tổ chức tứ tuyệt chương 531, không nói hai lần. Chẳng bao lâu, Tiêu Chính Văn và Long Lân lên xe đi đến khu Bắc Thành của tỉnh Giang Bắc. Nơi này là nơi hỗn tạp nhất của tỉnh Giang Bắc, khắp nơi đều là khu giải trí, đánh bài, hộp đêm, quán bar, karaoke. Nơi này và khu đèn đỏ nổi tiếng nhất Giang Bắc thu hút không ít người địa phương, người ngoại tỉnh và du khách nước ngoài đến che chin, tham quan. Tóm lại, khu Bắc Thành được gọi là thiên đường của đàn ông, nơi giải trí của phụ nữ sau khi xuống xe tiêu chính văn và long lân nhìn thấy hai bên đường có không ít quán bar hộp đêm còn có rất nhiều cô gái trẻ đẹp đứng bên đường đang không ngừng trèo kéo khách tham quan du lịch trong không khí cũng tản ra hơi thở hóc môn nồng đậm hai người một trước một sau đi vào một quán bar vừa bước vào cửa đã bị tiếng nhạc đi dây ồn ào làm cho đinh tai nhức óc sau đó hai người tìm một ghế rồi ngồi xuống không lâu sau có mấy cô gái trẻ tuổi đi đến nũng nịu gọi anh muốn hai người mời họ uống rượu còn ra ám hiệu chỉ cần có tiền là có thể đi ăn khuya với hai người tiêu chính văn tiêu chính văn khẽ cười từ chối kết quả đám phụ nữ này còn khịt mũi mắng mấy câu không có tiền mà còn đến đây chơi cái gì đúng là xui xẻo tiêu chính văn nhướng mày không thèm so đo với họ lúc này long lân nói long vương anh nhìn bên đó kìa đó chính là đại ca các địa bàn ở ba con đường gần đây, cũng là một thủ lĩnh nhỏ khá có địa vị trong tổ chức tứ tuyệt, tên là Hắc Thất. Dưới trướng hắn có 50, 60 đàn em, đều là mấy kẻ liều mạng. Tôi nghe ngóng được tối nay Hắc Thất sẽ có một vụ trao đổi ma túy với một nhóm khách hàng đến từ Lão Miến. Nghe vậy, tiêu chính văn nhíu mày, xuyên qua đám đông ồn ào nhìn thấy một nơi trang nhã phía sau quán bar. Một người đàn ông cường tráng cơ bắp, mặt mày dư tợn, đang uống rượu với mấy người bạn, bên cạnh có bốn năm vệ sĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, chỗ thắt lưng hơi căng phồng, tiêu chính văn vừa nhìn đã nhận ra đó là súng. Không lâu sau, hắc thất đứng dậy, đi qua cánh cửa bí mật với mấy doanh nhân nước ngoài vào bên trong quán bar. Chỉ để lại hai vệ sĩ đứng canh giữ cánh cửa bí mật. Tiêu chính văn nhìn một lúc rồi mới đứng dậy nói đi dứt lời anh và long lân đi qua đám người đông đúc đến trước cánh cửa bí mật hai người chưa đến gần thì một vệ sĩ trong đó đi đến giơ tay cản đường tiêu chính văn và long lân lạnh lùng nói quay lại người lạ không được vào tiêu chính văn cười nói tôi đi vệ sinh tên vệ sĩ đó nhíu mày chỉ về một hướng khác nói nhà vệ sinh ở bên phải tiêu chính văn ngước mắt lên nhìn sau đó gật đầu nhân lúc đi dây ồn ào và đám người nhảy nhót anh giơ tay rút ra một con dao ngắn đâm vào cổ tên vệ sĩ đó bụp có thể nghe được tiếng hầu kết của đối phương bị đâm thủng cùng lúc đó tiêu chính văn đỡ lấy tên vệ sĩ long lân bên này cũng đã giải quyết tên vệ sĩ còn lại trong giây lát hai người này còn chưa kịp phản ứng gì thì đã trở thành xác chết tiếp đó tiêu chính văn và long lân kéo thi thể hai người mở cửa ra đi vào bên trong còn thi thể hai vệ sĩ thì để lại phía sau cánh cửa. Sau khi vào được cánh cửa bí mật, Tiêu Chính Văn mới phát hiện đây là một lối đi vừa dài vừa hẹp. Đi khoảng mười mấy bước thì có một cánh cửa, anh đẩy cửa ra, phía sau cánh cửa không có gì, chỉ có một không gian trống trải. Lúc này trong không gian đó, đám người Hắc Thất đang bàn vụ làm ăn với người nước ngoài bỗng nghe tiếng cửa bị đẩy vào. Hắn ngước mắt lên nhìn quát, làm gì đấy? Ai cho chúng mày vào? ra ngoài giữ cửa. Nhưng vừa dứt lời, hắc thất đó mới nhìn rõ bóng dáng tiêu chính văn và long lân, hắn lập tức đứng lên tức giận nói, bọn mày là ai? Ngay tức khắc, bảy tám đàn em phía sau hắc thất rút súng ra nhắm vào tiêu chính văn và long lân. Mấy doanh nhân nước ngoài đến từ lão miến đó cũng hoảng sợ, vội vàng rút súng ra nhắm vào đám người hắc thất, tức giận quát bằng tiếng hoa quốc không lưu loát lắm, mẹ kiếp. Bọn mày, xã hội đen đánh chiếm lẫn nhau à? Hắc thất cao mày, khàn giọng mắng, đồ ngu, tạm ngừng giao dịch. Bọn mày đi trước đi, mấy ngày nữa tao sẽ đi tìm bọn mày. Bây giờ tao có chút chuyện riêng cần giải quyết. Nghe vậy, đám kinh doanh đến từ lão miến đó quay đầu lại nhìn tiêu chính văn và long lân phía sau như hiểu ra gì đó, rồi vội vã thu dọn từng gói ma túy trên bàn, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài từ cánh cửa bí mật khác. Tiêu Chính Văn không hề có bất kỳ hành động nào, cứ thế thả đám người đó đi. Anh đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh nhìn bảy tám tên đang cầm súng chĩa vào mình trước mặt, lạnh lùng nói, dẫn tôi đi gặp đại ca đứng đằng sau các anh, tứ tuyệt. Nghe anh nói vậy, hắc thất hung tợn cười khẩy nói, danh con, mày có biết đây là đâu không? Dám xông vào đây thì mày chỉ có thể chết ở đây thôi, còn muốn gặp đại ca tứ tuyệt, mày đang nằm mơ sao? tiêu chính văn nhún vai nói tôi không thích lặp lại lần thứ hai nghe thế sắc mặt hắc thất lập tức trở nên nham hiểm lạnh như băng nói muốn chết hả ngay sau đó bảy tám đàn em phía sau hắn nổ súng với tiêu chính văn và long lân pằng 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 tiếng súng vang lên nhưng ngay lúc đó long lân đã biến thành một bóng đen bổ nhào đi thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả viên đạn bắn ra khỏi súng đám người hắc thất chỉ thấy từng luồng ánh sáng màu bạc lập lòe trước mắt, bên tai vang lên tiếng len keng, sau đó xoẹt vài tiếng. Dao vung lên tay rơi xuống. Lúc này, mấy tên đàn em vốn còn đang cầm súng bỗng trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn tay phải của chúng đều đã bị chém đứt lìa, còn đẫm máu xoay mấy vòng trên không trung, sau đó rơi xuống đất. A a a, tay của tôi, cánh tay của tôi. A a a, đau quá. Ngay tức khắc, bảy tám tên đàn em ôm cánh tay bị đứt lìa, ngã vào vũng máu, không ngừng rên rỉ la hét. Cùng lúc đó, con dao trong tay Long Lân đã để sát vào cổ hắc thất rạch một đường, máu tuôn ra. Khoảnh khắc đó, hắc thất cực kỳ hoảng sợ, cả người run rẩy không thôi, quỳ xuống đất, cố gắng nặn ra nụ cười nói, anh ơi, hai vị đại ca đừng đánh nữa, đừng ra tay nữa, tôi chỉ là một tên tay sai thôi, tha cho tôi một mạng. Không phải các anh muốn gặp đại ca tôi sao? Được, tôi lập tức dẫn các anh đi, chỉ cầu xin các anh đừng giết tôi." Tiêu Chính Văn hừ một tiếng, đi đến trước mặt Hắc Thất, đút hai tay vào túi quần, cúi người xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhấc chân lên đạp vào ngực Hắc Thất. "Ầm", um, Hắc Thất văng ra xa, làm đổ sofa và bàn trà phía sau. Xương cốt cả người hắn đều dã rời. Đồng thời một khẩu súng phía sau hắn rơi ra. Lúc cầu xin tha đừng nghĩ có thể dở mấy trò vặt vãnh này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới nói. Chương 532, nghề giết người. Lúc này Hắc Thất cảm thấy xương cốt toàn thân tan rã. Đặc biệt là xương sườn, có vẻ như đã bị gãy mấy cái. Hai người này đúng là quá ác độc. Thằng nhóc, mày có biết đây là đâu không? Đây là địa bàn của Tứ Tuyệt, cả 18 thành phố Giang Bắc đều là của Tứ Tuyệt mày dám đánh người ở đất của tứ tuyệt là không biết chữ chết viết thế nào đúng không hắc thất chịu đựng cơn đau trên người sắc mặt u ám quát tiêu chính văn tiêu chính văn bình tĩnh mắt liếc xéo hắc thất đang che vết thương trên ngực và khóe miệng nói thật ngại quá ngày hôm nay tôi cứ đánh người ở địa bàn của tứ tuyệt đấy nếu anh không muốn chết thì đưa chúng tôi qua đó còn muốn kháng cự thì anh cứ thử xem nằm mơ tao có chết cũng không bán đứng tứ tuyệt một khi trở thành người của tứ tuyệt thì chết cũng thành ma của tứ tuyệt. Muốn tao bán đứng tứ tuyệt thì trừ khi tao chết. Hắc thất phẫn nộ gào mồm lên, ánh mắt tràn đầy vẻ hiểm ác. Tiêu chính văn cao mày, quay người ngồi trên ghế sofa, nói với Long Lân, bắt hắn mở miệng đi. Vâng, Long Lân nghe lệnh, bước đi theo tốc độ quỷ dị, từng bước từng bước đến trước mặt Hắc thất. Lúc này, sắc mặt Hắc thất dữ dằn, nhìn Long Lân bừng bừng sát khí từng bước bước về phía mình, giống như một vị thần chết. Mày, mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, nếu mày ra tay với tao, tứ tuyệt nhất định sẽ không tha cho chúng mày. Người nhà chúng mày cũng sẽ phải trả giá bằng tính mạng vì hành động ngu xuẩn của chúng mày. Hắc thất hung tợn uy hiếp. Nhưng mà... Giác! Long lân đánh gãy một cái chân của hắc thất, bẻ cong 90 độ. a à à, chân của tao! mày đáng chết, đáng chết. Hắc thất đau đớn hét lên, ánh mắt nhìn chăm chăm chân trái bị gãy. Tiếp theo là chân phải, Long Lân vừa dứt lời đã lập tức ra tay. Giang giác, chân phải bị gãy. Hắc thất một lần nữa kêu lên đau đớn, ngất luôn tại chỗ. Nhưng mà, tiếp theo, Long Lân lại đánh gãy tay trái của hắn. Hắc thất đau đến mức tỉnh lại, đau đớn kêu lên vài tiếng, toàn thân run rẩy, trên người đổ mồ hôi lạnh, không còn khí thế kiêu ngạo như lúc ban đầu, không ngừng kêu khóc nói, a a à, a, à, à, tôi nói tôi nói, cầu xin hai người tha cho tôi, tôi nói. Tuy nhiên, sang giác, Long Lân lại ra tay, đánh gãy tay trái của hắn. Hắc thất lại lần nữa đau quá ngất đi, nhưng lại bị Long Lân dẫm một cước lên ngực khiến hắn phải tỉnh lại. Lúc này, Hắc thất mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết gã đàn ông trước mắt chính là ma quỷ chẳng khác gì thần chết tôi nói tôi nói hắc thất đau đớn mất hết sức lực vô cùng nhếch nhác thảm hại núi phượng vĩ ở bắc thành là căn cứ địa của tứ tuyệt bốn nhân vật lớn đều ở trong đó hắc thất nói long lân nghiêng đầu nhìn tiêu chính văn tiêu chính văn gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi trước khi đi anh quay đầu nói với hắc thất bây giờ anh có thể báo tin được rồi hy vọng tứ tuyệt không khiến tôi quá thất vọng. Sứt lời, hai người tiêu chính văn và long lân nghênh ngang rời đi, đến thẳng núi Phượng Vĩ. Hắc thất nằm bò trên mặt đất, tay chân đã bị phế bỏ, cắn răng thở hắt một hơi, dùng cầm và răng không ngừng lết về phía điện thoại nằm dưới đất, sau đó dùng ngón tay còn động đậy được một chút, run rẩy gọi một cuộc điện thoại, hét lên, đại ca, có người đánh em ở địa bàn làm ăn của chúng ta, đánh gãy chân tay của em rồi bây giờ bọn chúng đang trên đường đến núi Phượng Vĩ. Đầu bên kia điện thoại, trên đỉnh núi Phượng Vĩ, trong một tòa lâu đài nguy nga màu trắng. Một hình bóng, lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm, bên cạnh vây quanh toàn là người đẹp eo thon. Lúc này, hắn đang nghe điện thoại, lông mày nhíu lại tỏa ra sát khí sông lên tận trời. Sau đó, hắn điềm nhiên để điện thoại sang một bên, duỗi thẳng ngón tay, nói với đàn em phía sau, bên ngoài có hai vị khách, tiếp đái cho thật tốt, đừng để bọn chúng xông vào. vâng, thưa đại ca, tên đó nhận lệnh, vội vàng dẫn theo vài tên đàn em mặc đồng phục chiến đấu màu đen ra ngoài. sắc mặt gã đàn ông trong bồn tắm vẫn sừng sững như cũ, chơi đùa vui vẻ với các cô gái xinh đẹp. ngay trước cổng bên ngoài lâu đài xuất hiện hình bóng của tiêu chính văn và long lân. hai người nhướng mày liếc nhìn cổng lớn mở rộng trước mặt và mấy chục tên côn đồ trang bị súng ống đầy đủ đang xông lên miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười khẩy xem ra nơi này đúng là đầm rồng hang hổ tiêu chính văn hờ hững nói một câu long lân lạnh lùng cười nói long vương để tôi lên cho tiêu chính văn nhún vai gật đầu bước sang một bên yên lặng châm một điếu thuốc hít vài hơi rồi nhả khói ra bên này long lân đứng trước mặt mấy chục tên côn đồ trang bị vũ trang trong mắt tỏa ra sát khí ngút trời lúc này mấy chục tên đàn em trước mặt hoàn toàn bị khí thế trên người long lân dọa sợ bắn một tên trong đám người tức giận hét lên nhưng hắn còn chưa nói xong bóng dáng long lân trước mặt đột nhiên biến mất sau đó hắn thấy long lân nhảy lên không trung trong tay cầm một con dao ngắn trông như lưỡi dao của thần chết lột nhanh vài vòng rồi sau đó xông vào mấy chục tên côn đồ. Xẹt, tay dơ lên dao hạ xuống, vài bóng người bay ra, ngay cả khẩu súng trên tay bọn chúng cũng bị dao chém làm đôi. Păng păng păng, cả đám người cuốn cuồng hết cả lên, vội bắn súng vào long lân. Nhưng đạn bắn hết vào không khí, vì chỉ là ảo ảnh. Sau đó, trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của bọn chúng, long lân như thể vào chỗ không người, mỗi nhát dao trên tay đều sẽ lấy đi một vài sinh mạng trong vòng chưa đầy nửa phút hàng chục người đã ngã xuống trước lâu đài toàn bộ nằm trong vũng máu chỉ có một mình long lân đứng đó trên dao còn dính đầy máu tươi lúc này tiêu chính văn vứt điếu thuốc xuống dẫm nát rồi điềm nhiên cất bước đi thẳng về phía cổng chính nhưng mà trong chốc lát cổng chính mở ra một đám côn đồ xông ra ngoài lập tức bao vây toàn bộ hai người tiêu chính văn và long lân sau đó tại cổng chính một bóng người mang theo khí thế cực kỳ đáng sợ mặc một chiếc áo choàng tắm lớn bằng lụa màu da bánh mật tay ôm người đẹp mặc bikini đi chân trần từng bước từng bước đi tới trên ngực hắn còn có hình xăm một con rồng xanh ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi thú vị lắm hai anh bạn từ xa tới đây là muốn làm bạn với tôi hay làm kẻ địch tiêu chính văn nghe xong nhướng mày nhìn khẽ cười nói vậy phải xem cách anh tiếp đãi khách như thế nào đối phương lớn tiếng cười ha 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 vẫy tay bảo mấy chục tên côn đồ trước mắt nhường đường hắn đến thẳng trước mặt tiêu chính văn và long lân đánh giá một lượt rồi nói có vẻ như hai cậu không phải người bản địa giang bắc trước giờ chưa từng gặp người ngoài tỉnh đến đây làm gì làm ăn kinh doanh kinh doanh gì nghề giết người ồ thú vị lắm, giết ai, gã đàn ông đó lạnh lùng hỏi. Nhà họ quý, tiêu chính văn hờ hững nói. Nghe xong, ánh mắt gã đàn ông lóe lên sát khí lạnh tanh, nói chẳng lẽ anh không biết, nhà họ quý và tứ tuyệt chúng tôi có quan hệ rất tốt sao? Trước giờ tứ tuyệt có thể phát triển lớn mạnh tại 18 thành phố ở Giang Bắc là nhờ có nhà họ quý âm thầm chống đỡ. Bây giờ, trước mặt tôi lại nói phải giết nhà họ quý, anh muốn chết sao? Tiêu Chính Văn cười khẽ, nói tôi nói rồi, là làm ăn kinh doanh, nếu đã là làm ăn kinh doanh thì sẽ không để tứ tuyệt phải chịu tổn thất về lợi ích. Gã đàn ông nghe xong, gật đầu, trầm mặc một lúc rồi nói, nói rõ hơn đi. Nhà họ quý, tôi nhất định sẽ giết hết, ai dám ngăn cản thì tôi cũng sẽ tiêu diệt luôn, bao gồm cả tứ tuyệt, tin tôi đi, tôi có năng lực làm được chuyện này. Tiêu chính văn bình tĩnh nói, đương nhiên tứ tuyệt cũng có một sự lựa chọn khác đó là vứt bỏ nhà họ quý. chương 533, một nắm đấm đánh bại chiến thần. Câu nói này của tiêu chính văn khiến tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Những tên côn đồ sau lưng gã đàn ông đó đều bật cười, là kiểu cười châm biếm trào phúng. Ngay cả gã đàn ông đó cũng cười khẩy, lắc đầu nói, anh bạn, tôi rất tán thưởng sự gan giả của anh, cũng rất thích sự lựa chọn mà anh đưa ra, nhưng nhà họ quý đối xử với tôi không tệ, nếu không có nhà họ quý có thể sẽ không có tứ tuyệt ngày hôm nay anh nói xem anh muốn tôi bỏ rơi nhà họ quý há chẳng phải bảo tứ tuyệt tôi không có đạo nghĩa giang hồ hay sao tiêu chính văn hờ hững mỉm cười ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã đàn ông nói tôi đã cho anh lựa chọn rồi còn chọn hay không thì là việc của anh có điều tôi khuyên anh nếu anh chọn phương án thứ nhất thì đêm nay có thể tứ tuyệt sẽ biến thành tam tuyệt láo toét Sao chúng mày dám ăn nói như vậy với đại ca Sát Long? Mẹ nó, muốn chết à? Đại ca Sát Long, hãy để chúng em giết cái tên không biết trời cao đất dày này đi. Dám hỗn láo với đại ca. Nhất thời, những tên côn đồ sau lưng Sát Long đồng loạt hét lên giận dữ với Tiêu Chính Văn. Có tên thậm chí còn chuẩn bị ra tay. Ánh mắt Sát Long lạnh lùng, liếc nhìn Tiêu Chính Văn và Long Lân, quay người ra khỏi vòng vây, nhấc tay điềm nhiên nói, đừng để bọn chúng chết, chặt đứt hai chân hai tay, cắt lưỡi, nhổ răng. Vâng, thưa đại ca sát long. Một tên đàn em của sát long có khuôn mặt hung hãn, làn da ngăm đen, đầu tóc dơ giấy, quần thâm ở khóe mắt và thân hình gầy gò, rút hai lưỡi dao từ thắt lưng ném ra, xoay tròn hai vòng trong không trung. Sau đó, hắn cực kỳ kích động chém vào cổ tiêu chính văn và long lân, nói thằng nhóc, đêm nay lẽ ra mày không nên xuất hiện ở đây, bởi vì mày sẽ phải chết. Vừa dứt lời, gã đàn ông đầu tóc dơ giấy đó liền nghiêng người xông về phía tiêu chính văn, lưỡi dao trong tay lóe sáng chém vào hai tay hai chân của tiêu chính văn. Hắn muốn chém đứt chân tay của tiêu chính văn trong nháy mắt. Nhưng mà... Dầm! Đột nhiên, Long Lân ra tay, chỉ dùng một đòn đấm thẳng vào bụng của gã đàn ông đầu tóc dơ giấy kia. Ngay lập tức, gã đàn ông đột nhiên giơ tay, dùng hai lưỡi dao của mình chặn lại. Nhưng, hai lưỡi dao dưới đòn mạnh mẽ của Long Lân đã bị gãy làm đôi. Đồng thời, lực ra đòn của Long Lân không hề giảm mà tiến thẳng vào bụng của gã đàn ông đầu tóc dơ dày đó. Bụp, gã đàn ông đó thậm chí vẫn chưa phản ứng lại, cả bụng đã bị lún sâu vào trong, đồng thời miệng phun ra máu tươi, cơ thể hắn cong lên như con tôm, bay ngược ra đằng sau, nặng nề va vào mười mấy tên côn đồ đứng đằng sau làm bọn chúng đều văng ra ngoài. Dầm, mười mấy người đều bị va chạm mạnh mà nôn ra máu tươi, hôn mê nằm dưới đất. Sức mạnh của một đòn đã giết chết gã đàn ông đầu tóc dơ giấy và mười mấy tên côn đồ. Tất cả đều chết lặng. Tất cả bọn chúng đều không ngờ, người đàn ông trước mặt có sức mạnh chiến đấu kinh khủng đến thế. Ngay cả sát long đang quay người muốn đi, lúc này cũng dừng bước, quay người lại ánh mắt lóe lên ý chí chiến đấu cuồn cuộn chừng mắt liếc xéo long lân một đòn đánh quá khủng khiếp cú đánh này ít nhất cũng có thực lực cấp chiến thần bỗng chốc trạng thái tinh thần nhàn rỗi trước đó của sát long lập tức trở nên căng thẳng và hiếu chiến thú vị lắm không ngờ đàn em của mày lại là một vị cường giả cấp chiến thần lúc này sát long nghiêm túc nhìn tiêu chính văn ánh mắt tỏa ra ý chí chiến đấu không chút che đậy chiến thần, ha ha. Long lân lạnh lùng cười, nói, xem ra tôi bị coi thường rồi. Nghe xong, ánh mắt sát long lóe lên sát khí lạnh tanh, quát lớn, mày có ý gì? Long lân lạnh lùng cười đáp, không có gì, chỉ là cảm thấy anh thật buồn cười. Một kẻ ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào. Muốn chết à? Sát long tức giận, cơ thể khẽ chuyển động, chân trái đột nhiên dẫm xuống đất, đạp mạnh lên bậc thềm, một cú đấm đột nhiên lao thẳng về phía Long Lân. Cú đánh này có sức mạnh ngang ngửa với cú đánh vừa nãy của Long Lân. Trong khoảnh bất ngờ phát ra âm thanh như bùng nổ. Lúc này đám côn đồ trong lâu đài đều nhìn sát Long ra tay, tất cả vô cùng hưng phấn và kích động gào lớn. Đại ca sát Long, giết nó, giết nó, báo thù cho sách khắc, bóp nát sọ nó đi. Nhìn những người trước mặt hò hét, sát long nhếch mép cười khẩy hắn rất tự tin với đòn đánh của mình bất kỳ ai đều không thể sống sót trước cú đấm này trừ khi hắn nương tay nhìn thấy cú đấm này của sát long vẻ mặt long lân vẫn bình tĩnh nâng tay trái lên phản đòn thấy cảnh tượng này sát long giận dữ hét lên không tự lượng sức mình lại dám phản đòn với tao muốn chết hả dầm ngay lập tức Nắm đấm của Sát Long lao thẳng vào nắm đấm của Long Lân. Bịch, một tiếng nổ vang lên, âm thanh răng rắc của xương gãy. Sau đó, trước sự chứng kiến của cả đám côn đồ, chuyện xảy ra khiến cả đời này bọn chúng không cách nào quên được. Sát Long bị đánh bay chỉ bằng một cú đấm. Đồng thời, bọn chúng tận mắt nhìn thấy, nắm đấm của Sát Long lập tức bị nổ tung, trông không khác gì một cục thịt nát tươm. Cả cơ thể của Sát Long cũng bị văng ra xa dầm một tiếng đập vào cổng chính màu vàng phía sau lâu đài giây tiếp theo cả cánh cổng bên trái làm bằng đá đổ ụp lên người sát long toàn bộ chết lặng xoạt tất cả mọi người hít sâu một hơi khí lạnh hoàn toàn kinh hãi sao sao có thể chứ đại ca sát long tôn quý nhất của bọn họ một trong bốn tứ tuyệt sở hữu thực lực chiến thần một sao lúc này lại bị đối phương một đòn đánh bay sau đó trong ánh mắt run sợ của tất cả bọn chúng, Tiêu Chính Văn điềm nhiên cất bước lên phía trước, từng bước từng bước đi về phía cổng chính bằng đá màu vàng bị sụp đổ, nhướng mày nhìn sát long toàn thân đẫm máu đang bị đè ép bởi đá vụn. Lúc này, sát long đang bị vô số hòn đá trăm cân đè lên, ngẩng đầu, toàn thân đều là máu, ánh mắt không cam tâm và hoảng sợ. Hắn nhìn Tiêu Chính Văn, khó khăn nói ra một câu, "Mày, rốt cuộc mày là ai?" Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn sát long nói tôi là một doanh nhân sát long tôi đã cho anh lựa chọn rồi nhưng anh lại chọn sai từ ngày hôm nay e rằng tứ tuyệt sẽ trở thành tam tuyệt sứt lời tiêu chính văn nhấc chân đạp thẳng lên đầu sát long sát long nhìn thấy bàn chân đang hạ xuống liền hét lớn cầu xin đừng đừng giết tôi tôi đồng ý làm ăn với anh tôi đồng ý bỏ rơi nhà họ quý tôi đồng ý giao cho anh tất cả số tài sản mà tôi có toàn bộ đều đưa cho anh. Cầu xin anh tha cho tôi một mạng. Nghe xong, Tiêu Chính Văn thu chân về. Lúc này, Sát Long thực sự cảm nhận được sự khủng bố của cái chết cận kề trên người Tiêu Chính Văn. Nếu hắn không cầu xin thì đối phương sẽ không mảy may do dự mà dẫm nát đầu hắn. Hơn nữa, vừa nãy, rõ ràng hắn cảm nhận được sát khí khủng bố trên người Tiêu Chính Văn còn mạnh mẽ hơn người đàn ông đã đánh bại hắn bằng một đòn kia anh đồng ý bỏ rơi nhà họ quý thật sao tiêu chính văn nhướng mày hỏi đồng ý tôi đồng ý sát long nói hắn đâu dám không đồng ý chứ không đồng ý là sẽ chết tốt lắm tiêu chính văn gật đầu nói vậy tôi muốn anh làm việc thay tôi sau khi mọi việc thành công thì anh có thể sống nếu như thất bại tôi sẽ lấy mạng của anh à đừng nghĩ sẽ chạy trốn bất kể anh trốn nơi nào thì tôi cũng sẽ tìm được anh Chương 534, ba anh em nhà họ Phượng. Lúc này, Sát Long vô cùng kinh hãi, gật mạnh đầu nói, "Được được được, anh cứ nói, bất kể là việc gì, Sát Long tôi cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ hoàn thành cho anh." Người đàn ông trước mặt này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn đại ca của hắn. Đại ca của hắn đã đạt đến thực lực Chiến Thần Thiên cấp 4 sao. Nhưng bây giờ, trong mắt Sát Long hai người trước mặt rõ ràng còn hơn cả đại ca hắn luồng sát khí đó khí thế đó khiến hắn không nhịn được cả người run rẩy rất đơn giản thu hết toàn bộ các địa bàn làm ăn của nhà họ quý giúp tôi tiêu chính văn lạnh lùng nói sát long nghe thấy thế thì lập tức hiểu ý của tiêu chính văn anh ta đây là muốn mình trở mặt hoàn toàn với nhà họ quý đây mà nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác được sát long đồng ý Tiêu chính văn gật đầu, sau đó hỏi, tam tuyệt còn lại ở đâu? Sát Long nghe thấy thế thì ánh mắt run lên, vội vàng đáp, đại nhân, tam tuyệt còn lại không ở tỉnh Giang Bắc, mà phụ trách ở nơi khác. Ừ, có thời gian thì thông báo với bọn họ, bảo là tôi muốn gặp. Đương nhiên, nếu bọn họ không phục thì cứ việc đến tìm tôi. Tiêu chính văn nói xong, liền rời khỏi lâu đài. Sau khi tiêu chính văn rời đi, Sát Long mới được các đàn em kéo ra khỏi đống đổ nát. Cả người hắn toàn máu, run lẩy bẩy, đứng dậy, sợ hãi nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Chính Văn và Long Lân. Rất lâu sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức liên hệ với Tam Tuyệt khác, nói với họ chuyện này. Bảo bọn họ nhanh chóng trở về tỉnh bàn bạc đối sách. Ngoài ra, báo với nhà họ Quý, tôi sẽ thu hết các địa bàn làm ăn của họ. Nếu có ý kiến khác thì giết không tha. Sát Long ra hai mệnh lệnh, rồi nhanh chóng quay về lâu đài chữa trị vết thương. Còn ở bên này, sau khi Tiêu Chính Văn và Long Lân rời khỏi lâu đài, Long Lân khó hiểu hỏi, "Long Vương, sao anh không giết tên Sát Long đó?" Tiêu Chính Văn cười đáp, "Có những người có thể lợi dụng được, chúng ta mới đến Giang Bắc, làm việc còn nhiều bất tiện, vừa hay lợi dụng Sát Long có thể thăm dò phản ứng của nhà họ Quý và nhà họ Viên phía sau." "Tôi hiểu rồi." Long Lân gật đầu rồi nói tiếp, nếu tam tuyệt còn lại trở về thì sao? Theo tôi thì sống, chống tôi thì chết, tiêu chính văn lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra tia sáng. Ngày hôm sau, nhà họ quý xảy ra một việc lớn. Trong trang viên nhà họ quý, quý tốn, quý thiên hào và rất nhiều nhân vật cốt cán của nhà họ quý đang bàn bạc làm sao để liên lạc được với cậu Bạch là doanh nhân nước ngoài kia. Đúng lúc này, quản gia chạy vào, hét lên, gia chủ, gia chủ không hay rồi xảy ra chuyện lớn rồi hỗn sược không nhìn thấy chúng tôi đang mở cuộc họp gia tộc sao quý tốn vỗ mạnh vào chiếc ghế thái sư lạnh lùng quát người quản gia quỳ phịch xuống kêu lên gia chủ xảy ra chuyện rồi chuyện gì quý tốn lạnh lùng hỏi mấy chục địa bàn làm ăn của chúng ta đều bị tứ tuyệt thu mất rồi ạ à? còn đánh không ít người của chúng ta bị thương quản gia kêu lên Quý tốn nghe thấy thế thì đứng phát dậy khỏi chiếc ghế thái sư, lạnh lùng nói, ông nói sao? Tứ tuyệt cướp mất địa bàn làm ăn của chúng ta, sao có thể thế được? Sát Long đang làm gì vậy? Sao cậu ta có thể làm vậy chứ? Quản gia lắc đầu đáp, tôi cũng không biết, vừa sáng ra thì tôi nhận được tin, mấy chục địa bàn của chúng ta đã bị đám sát Long cướp hết. Quý tốn nổi giận đùng đùng, nói, lập tức truyền lệnh xuống, đừng để xảy ra mâu thuẫn với bọn họ. Sức lời, ông ta cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho sát long, lạnh lùng chất vấn, sát long, cậu đang làm gì vậy? Lúc này, sát long ở đầu bên kia lạnh lùng đáp, chào ra chủ quý, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Cậu đừng giả ngu với tôi, tôi hỏi cậu, cậu đang làm gì vậy hả? Tại sao lại cướp địa bàn làm ăn của nhà họ quý chúng tôi? Quý tốn chất vấn, sắc mặt ngày càng tức giận. Vì chuyện của cậu Bạch, ông ta đã đau cả đầu. Bây giờ, sát long lại làm như vậy, khiến ông ta có cảm giác hai đầu đều là địch. Sát long mỉm cười đáp, ô, gia chủ quý nói chuyện này à. Không có gì, chỉ là dạo này các anh em hơi nghèo, muốn mượn mấy địa bàn làm ăn của ông kiếm chút tiền, không có gì quá đáng chứ. Cậu, quý tốn nghe thấy vậy, tức đến mức suýt ngất, lạnh lùng nói, sát long. Cậu hãy nhớ, tứ tuyệt cậu phát triển là nhờ vào nhà họ quý của tôi. Nếu không có nhà họ quý tôi, 18 thành phố Giang Bắc đã không có tứ tuyệt rồi. Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, bảo người của cậu rút hết đi. Ha ha! Sát Long cười khẩy đáp, gia chủ quý, ông nói đúng, tứ tuyệt quả thực dựa vào nhà họ quý để phát triển. Nhưng mấy năm nay, chúng tôi cũng làm không ít việc cho ông, vừa giết người vừa cướp của, đã trả hết món nợ ân tình của nhà họ quý các ông rồi. Bây giờ đã phát triển nhanh như vậy, mà gia chủ Quý chỉ cho chúng tôi chút lợi nhuận thế, chúng tôi phải nuôi các anh em kiểu gì chứ? Sát Long, nếu cậu cảm thấy tiền không đủ thì có thể nói với tôi. Nhưng cậu động đến các địa bàn làm ăn của chúng tôi như vậy, bảo nhà họ Quý chúng tôi còn làm ăn kiểu gì nữa? Tôi ra lệnh cho cậu lần cuối, lập tức trả lại cho nhà họ Quý, nếu không đừng trách nhà họ Quý vô tình. Quý tốn vô cùng tức giận ông ta không ngờ mình lại nuôi ong tay áo sát long cười khẩy nói vậy sao thế thì tôi sẽ chờ sự vô tình của gia chủ quý suốt lời sát long cúp luôn máy ở bên này quý tốn nổi trận lôi đình tức giận ném điện thoại xuống đất gầm lên sát long khốn kiếp tứ tuyệt khốn kiếp tôi biết ngay là sẽ có ngày hôm nay mà mọi người lập tức cử đội tinh nhuệ của nhà họ quý ra cướp địa bàn làm ăn về cho tôi cứ nói ý của quý tốn tôi là kẻ nào dám ngăn cản thì giết không tha. Vâng, thưa gia chủ, quản gia nghe thấy thế liền vội vàng rời khỏi trang viên. Lúc này, quý thiên hào đứng dậy, lạnh lùng nói, anh cả, tên sát long kia không phải là người đơn giản, là một cường giả cấp chiến thần, trong trang viên của chúng ta cũng chỉ có sáu cao thủ thực lực quân vương mà thôi. Đương nhiên quý tốn biết điều đó, khóe miệng ông ta nở nụ cười u ám, nói chú hai, Chú tưởng mấy năm nay tôi không có chuẩn bị gì sao? Nuôi hổ thành họa, tôi đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay nên đã sắp xếp con át chủ bài khác rồi. Bây giờ chú đến lão Phượng lâu ở khu Tây Thành, mời ba anh em nhà họ Phượng ra tay. Đây là ngọc bội của tôi, bọn họ nhìn thấy sẽ tự hiểu. Ba anh em nhà họ Phượng, Quý Thiên Hào nhận lấy ngọc bội, vẻ mặt kinh ngạc. Ba anh em nhà họ Phượng này chính là ba kiêu hùng từng nổi danh giang bắc. Năm đó, ba anh em họ thành lập tam phượng đường lớn nhất Giang Bắc, với 30.000 đàn em. Tập trung các anh hùng hào kiệt các lộ của 18 thành Giang Bắc. Ba anh em nhà họ Phượng lúc đó cũng là gia tộc hàng đầu của 18 thành Giang Bắc. Đáng tiếc, về sau, vì hành động của bên trên, ba anh em nhà họ Phượng bị bắt, nhốt mười mấy năm mới được thả ra. Hiện giờ đã xa cơ thất thế, họ chỉ có thể làm ăn nhỏ lẻ nhờ lão Phượng lâu ở khu Tây Thành. Nhưng chẳng ai quên được, ba anh em nhà họ Phượng năm đó là những cao thủ võ đạo nổi danh như cồn. Nhất là thất thương quyền tuyệt học của nhà họ Phượng, còn danh chấn khắp 18 thành giang bắc. Nghe đồn ba anh em họ đều là những cao thủ cấp chiến thần. Người kém nhất cũng có thực lực của chiến thần huyền cấp 2 sao. Đã bao nhiêu năm trôi qua, có khi thực lực của ba người này lại tiến lên một tầm cao mới rồi chương 535, đóng cửa từ hôm nay. Vâng, anh cả, em đi ngay đây. Quý Thiên Hào vội vàng cầm ngọc bội rời khỏi nhà họ Quý. Cùng lúc đó, ở một bên con đường ngoài nhà họ Quý, Tiêu Chính Văn và Long Lân đang ung dung ngồi trong quán cà phê, nhìn quản gia vội vàng bước ra khỏi nhà họ Quý. Long Vương, anh nói đúng, gia chủ Quý quả nhiên đã cuống lên rồi, Long Lân cười nói. Tiêu Chính Văn nhấc một ngụm cà phê. Chẳng mấy chốc, bọn họ lại nhìn thấy Quý Thiên Hào chạy ra ngoài, lên một chiếc xe sang trọng. Long Lân nhíu mày, hỏi, Long Vương, có cần tôi theo dõi không? Tiêu chính văn đáp, cùng đi đi, xem nhà họ Quý còn con át chủ bài nào khác. Sứt lời, Tiêu chính văn và Long Lân cùng lái xe, theo sát chiếc xe của Quý Thiên Hào. Bọn họ nhanh chóng đến khu Tây Thành. Đây là khu phát triển mở rộng của tỉnh Giang Bắc, có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy kim loại và cả nhà máy sửa chữa ô tô nữa. Ở chính giữa đám nhà máy này có một tòa nhà kiểu cổ cao khoảng 7 tầng, trông rất cổ xưa. Chỉ là thời gian đã lâu, tòa cổ lâu này cũng có vẻ hơi nát. Xe của Quý Thiên Hào dừng trước tòa cổ lâu này. Ông ta xuống xe, ngẩng đầu nhìn biển hiệu, viết ba chữ Lão Phượng lâu rất to màu vàng. Quý Thiên Hào vội vàng cất bước vào trong, nhìn thấy trong này kinh doanh nhà hàng ăn uống. Ở giữa còn có sân khấu, chắc là để biểu diễn một số hí khúc tương thanh gì đó. Lúc này, bên trong đang quét dọn vệ sinh. Quý Thiên Hào ngăn một nhân viên phục vụ lại, hỏi ông chủ phượng của các cậu đâu. Tôi là Quý Thiên Hào, muốn gặp ông chủ của các cậu. Nhân viên phục vụ kia nhìn Quý Thiên Hào, sau đó chỉ ra phía sau, đáp ông chủ ở trong kia. Quý Thiên Hào không hề chần chừ, cất bước vào trong. Ở sân sau, Quý Thiên Hào nhìn thấy một người đàn ông gầy gò cởi chân, đang dùng dao phay chặt xương bò. Mỗi nhát dao chém xuống đều chặt xương bò một cách chuẩn xác. Đao pháp với thực lực như vậy, Quý Thiên Hào chưa từng thấy bao giờ. Ông ta vội vàng tiến lên, chắp tay nói, ông chủ phượng, tôi là Quý Thiên Hào, em trai của gia chủ nhà họ Quý Quý Tốn. Người đàn ông trung niên chặt xương kia không quay đầu lại, vẫn tiếp tục làm việc của mình sắc mặt quý thiên hào trầm xuống vẫn đứng tại chỗ lặng lẽ chờ đợi khoảng gần nửa phút sau ông ta đã cuống lên lại kêu lần nữa ông chủ phượng tôi là quý thiên hào anh trai tôi bảo tôi tới mời ông và hai ông chủ phượng nữa ra mặt suốt lời quý thiên hào vội vàng lấy ngọc bội ra đưa cho ông chủ phượng chặt xương ông chủ phượng kia chém một nhát dao trong tay xuống trúng thẳng cái thớt sau đó ông ta quay lại lấy khăn lau bàn tay đầy máu tươi rồi mới nhận ngọc bội trong tay quý thiên hào nhìn mặt trời một cái rồi lạnh lùng nói quý tốn bảo ông đến sao quý thiên hào vội vàng đáp phải anh trai tôi bảo tôi tới muốn mời ba ông chủ phượng ra mặt giải quyết một chuyện rắc rối cho nhà họ quý cả anh cả anh hai tôi đều không có đây để tôi đi ông chủ phượng tam thản nhiên nói hả hai ông chủ khác đều không ở nhà sao quý thiên hào tỏ vẻ do dự sao vậy ông không tin tưởng năng lực của tôi sao sắc mặt ông chủ phượng tam u ám trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo quý thiên hào nhíu mày vội vàng cười đáp đâu có đâu có sao tôi có thể không tin tưởng năng lực của ông chủ phượng tam chứ chỉ là anh tôi bảo ba ông chủ cùng xuất hiện không cần mình tôi là đủ đi thôi ông chủ phượng tam bình thản nói cất bước ra khỏi sân sau quý thiên hào không còn cách nào khác bám theo sau vừa đi ông chủ phượng tam vừa hỏi cụ thể là làm gì không có gì chỉ là xử lý một người quý thiên hào đáp ai sát long sát long sát long của một trong tứ tuyệt ông chủ phượng tam nghe thấy thế sắc mặt xa sầm bước chân dừng lại ánh mắt đánh giá quý thiên hào sau đó cười lạnh lùng nói cả giang bắc đều biết mối quan hệ giữa nhà họ quý và tứ tuyệt tại sao lại bảo chúng tôi ra mặt xử lý sát long chứ quý thiên hào nở nụ cười ngại ngùng nói không giấu gì ông chủ phượng tam sáng nay tên sát long này đã cướp mất mấy chục địa bàn làm ăn của nhà họ quý tôi anh tôi trong lúc tức giận đã bảo tôi đi mời các ông ra tay ông chủ phượng tam gật đầu coi như đã hiểu nói tôi hiểu rồi đi thôi quý thiên hào đáp lời rồi lại hoài nghi nói ông chủ phượng tam ông cứ thế này mà đi sao không cần dẫn theo người hay mang theo vũ khí gì đó à ông chủ phượng tam lắc đầu đáp không cần suốt lời ông ta cất bước định ra khỏi ngưỡng cửa nhưng ông ta mới đặt được nửa bàn chân ra ngoài thì không đi nổi nữa đồng thời cả người ông ta căng cứng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nhìn phía trước quý thiên hào đã bước ra khỏi lão phượng lâu thấy ông chủ phượng tam vẫn đứng nguyên tại chỗ khó hiểu nói ông chủ phượng tam ông sao thế đến đây ông ta lạnh lùng đáp khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt khiến cả người quý thiên hào run rẩy ai đến vậy ông ta không khỏi hỏi cao thủ cao thủ rất mạnh ông chủ phượng tam đáp cùng lúc đó trên con đường phía trước lão phượng lâu xuất hiện hai bóng dáng hai người này che mặt nhìn không rõ diện mạo đang bước từng bước tới trong khoảnh khắc các cửa hàng xung quanh lão phượng lâu đều trống trơn ai nấy đều đi đường vòng bầu trời cũng lập tức xà mây xuống không khí rất áp lực tiêu chính văn và long lân đứng trước cửa lão phượng lâu lạnh lùng nhìn ông chủ phượng tam ở đối diện ông chủ phượng tam cũng nhìn hai người đeo khẩu trang nhíu mày quý thiên hào vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao quay đầu mắng tiêu chính văn các người là ai mau cút đi hôm nay lão phượng lâu không mở cửa tuy nhiên ông ta vừa dứt lời tiêu chính văn đã giơ tay lên một cây phi châm lóe lên ánh sáng bạc bay vèo ra trúng vào vùng bụng quý thiên hào một tiếng phịch vang lên quý thiên hào còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã cảm thấy cả người tê dần ngã xuống đất nhìn thấy thế sắc mặt phượng tam đanh lại mở miệng hỏi hai người đột nhiên đến đây không biết là có ý gì tiêu chính văn đáp lão phượng lâu chỉ nên lo việc làm ăn kinh doanh của mình những chuyện khác ở Giang Bắc đừng nhúng tay vào, cũng đừng hỏi đến, nếu không, hôm nay lão Phượng Lâu sẽ bị xóa sổ. Ông chủ Phượng Tam nghe thấy thế thì đanh mặt lại, cười lạnh lùng nói cậu đúng là to mồm thật đấy. Lão Phượng Lâu đã được thành lập ở Giang Bắc hơn 20 năm, chưa từng gặp người nào vinh váo như cậu đây. Nếu đã vậy thì tôi cũng muốn thử sức với cậu. Sứt lời, ông chủ Phượng Tam liền lao tới, giơ tay lên, rút một con dao chặt xương ở trên cái giá cạnh cửa, chém một nhát giữa không chung, định lấy đầu của tiêu chính văn. Nhát dao này vô cùng kỳ lạ, nhanh như chớp. Nhưng, tiêu chính văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ thản nhiên giơ chân lên. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của ông chủ Phượng Tam, ông ta nhìn thấy hai ngón tay của tiêu chính văn kẹp chặt lấy lưỡi dao. Bất kể ông ta dùng sức đến đâu thì con dao chặt xương này cũng không chém xuống được nữa. Bốp, đồng thời, tiêu chính văn dơ chân, đá vào bụng ông ta. Dầm một tiếng, ông chủ phượng tam bay thẳng ra ngoài, nặng nề va vào cửa chính lão phượng lâu, cả cánh cửa bằng gỗ cũng bị nát vụn. Ông ta lập tức bò dậy, lau máu tươi rỉ ra ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng kinh ngạc nhìn tiêu chính văn. Cậu là ai? Ông chủ phượng tam hỏi. chương 536, cuối cùng cũng gặp nhau. Ánh mắt tiêu chính văn bình thản, hất tay rồi xoay người rời đi nói hãy nhớ lời của tôi lão phượng lâu và ba anh em nhà họ phượng không được nhúng tay vào chuyện của giang bắc ông chủ phượng tam nhìn tiêu chính văn và long lân rời đi ôm bụng rồi phun ra máu tươi ánh mắt dữ tợn mạnh quá đây là đối phương vẫn chưa dùng hết sức giang bắc xuất hiện một cường giả như vậy từ bao giờ nhỉ ông chủ phượng tam lạnh lùng nhìn quý thiên hào ngã dưới đất bước tới xem xét tình trạng của ông ta không chết mà chỉ bị tê liệt thần kinh sau đó ông ta bảo người làm đưa quý thiên hào trở về nhà họ quý đồng thời để lại một câu cho ông ta bắt đầu từ hôm nay lão phượng lâu tạm ngừng kinh doanh không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của giang bắc về món nợ ân tình của gia chủ quý sau này ba anh em nhà họ phượng sẽ trả chẳng mấy chốc lão phượng lâu đã ngừng việc làm ăn ông chủ phượng tam nhanh chóng đến sân sau mở một đường hầm đi được trăm mét tới một căn phòng dưới lòng đất thấy anh cả và anh hai đang tỏa thiền anh cả anh hai lão phượng lâu đóng cửa rồi phượng tam quỳ dưới đất kêu lên phượng đại và phượng nhị lập tức mở mắt giữa đôi lông mày bắn ra sự lạnh lẽo ngút trời hỏi sao lại đóng cửa có cao thủ đến cửa đánh bại em chỉ bằng một chiêu đồng thời cảnh cáo bảo lão phượng lâu không được nhúng tay vào chuyện của giang bắc phượng tam đáp đánh bại chú bằng một chiêu. Sắc mặt Phượng Nhị kinh ngạc và nghiêm túc, sau đó nói: "Chú có thực lực chiến thần huyền cấp 2 sao? Có thể đánh bại chú thì ít nhất cũng là chiến thần địa cấp 3 sao." "Không, anh hai, trước mặt người đó, em cảm nhận được áp lực còn to lớn hơn trên người anh cả, sợ là." Phượng Tam nhíu mày. "Sợ là cái gì?" Lúc này, Phượng Đại như hổ uy, bình thản hỏi. "Sợ là đã vượt cả anh cả?" Ít nhất cũng là cường giả chủ soái huyền cấp 2 sao, Phượng Tam đáp. Phượng Đại nghe thấy thế thì ánh mắt lóe lên tia sáng, lạnh lùng nói, "Chú chắc chứ?" "Chắc chắn ạ." À. Cả căn phòng bí mật dưới lòng đất bỗng chốc im phăng phắc. Một lúc sau, Phượng Đại kia mới lên tiếng, "Nếu đã vậy thì đóng cửa đi, mình giỏi còn có người giỏi hơn, một nhân vật cấp chủ soái mà xuất hiện ở Giang Bắc, sợ là Giang Bắc sắp nổi bão rồi." Còn ở bên này, sau khi quý thiên hào được đưa về nhà họ quý quý tốn thấy em trai mình như vậy lập tức lạnh lùng hỏi chuyện này là sao kẻ nào làm nhân viên của lão phượng lâu lạnh lùng đáp ra chủ quý ông chủ tôi bảo tôi chuyển lời với ông lão phượng lâu sẽ không nhúng tay vào chuyện của giang bắc ông hai quý chỉ bị tê liệt một lúc nữa sẽ hết suốt lời nhân viên kia vội vàng rời khỏi nhà họ quý lúc này quý tốn nổi giận đùng đùng hỏi quý thiên hào chú hai rốt cuộc là có chuyện gì vậy chẳng phải tôi bảo chú đến mời ba anh em nhà họ phượng sao sao lại thành thế này quý thiên hào toàn thân bất động nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nói chuyện đáp anh cả là em vô dụng có cao thủ đến lão phượng lâu đánh bại ông chủ phượng tam chỉ bằng một chiêu bảo bọn họ không được nhúng tay vào chuyện của giang bắc ông chủ phượng tam thua trận sao quý tốn nghe thấy thế vẻ mặt nghiêm trọng lẩm bẩm, lẽ nào tứ tuyệt đã biết con át chủ bài của mình. Sau đó, ông ta vung tay lên, ra hiệu cho bảo vệ đưa Quý Thiên Hào xuống. Quý Tốn thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đến nội viện Viên Lãng ở, cung kính chờ ở cửa. Vệ sĩ bên cạnh Viên Lãng nhanh chóng mở cửa, bình thản nói, "Anh Viên dậy rồi, mời ông vào." Quý Tốn vội vàng cất bước vào trong, liền nhìn thấy Viên Lãng đang ngồi trên ghế thái sư thưởng trà ông ta còn chưa lên tiếng viên lãng đã cướp lời nhìn dáng vẻ vội vàng ấn đường u ám của gia chủ quý chắc là đã gặp phải rắc rối không giải quyết được rồi cậu viên tinh tường chẳng chuyện gì giấu được tai mắt cậu cả quý tốn vội vàng ngồi xuống nói cậu viên tứ tuyệt bất ngờ phản bội chiếm mấy chục địa bàn làm ăn của nhà họ quý tôi tứ tuyệt phản bội không có gì là cả viên lãng bình thản cười đáp bởi vì đêm qua đã có người một mình thách đấu núi phượng vĩ đánh bại sát long chỉ bằng một chiêu sao cơ quý tốn lập tức hiểu ra hỏi có người lên kế hoạch phía sau sao viên lãng gật đầu đáp đúng vậy quý tốn nghe thấy thế sắc mặt trở nên u ám tức giận vỗ bàn nói khốn kiếp là kẻ nào đối đầu với nhà họ quý chúng tôi lẽ nào là năm thế gia lớn còn lại hay là thẩm thiên hà viên lãng cười nói đều không phải đều không phải vậy thì là ai chứ quý tốn cuống lên viên lãng lắc đầu đáp tôi cũng không biết người này lên kế hoạch rất thận trọng nhưng nhìn trình tự ra tay của hắn chắc là nhằm vào nhà họ viên chúng tôi sao cơ nhằm vào nhà họ viên quý tốn càng hoảng hơn ai vậy nhỉ dám to gan lớn mật nhằm vào nhà họ viên viên lãng cười nói nhà họ viên phát triển mạnh như vậy đắc tội với rất nhiều người có một hai đối thủ tìm đến không có gì làm lạ Ông cứ làm cho tốt việc của mình đi. Bữa tiệc tối nay sắp xếp thế nào rồi? Quý Tốn vội vàng đáp, "Cậu Viên, mọi thứ đã xong xuôi cả rồi." "Tốt lắm." Viên lãng cười đáp. 7 giờ tối, trong khách sạn tỉnh tổ chức một bữa tiệc nhà giàu. Tất cả những nhân vật tai to mặt lớn ở tỉnh Giang Bắc đều được mời tới tham gia. Trong ngoài khách sạn đèn đuốc sáng trưng, lung linh rực rỡ, ngoài cửa trải thảm đỏ mấy trăm mét. Từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau lái tới. Hội trường bữa tiệc, tiếng người ồn ào, nhìn ra thấy toàn là những người có máu mặt của tỉnh Giang Bắc. Năm Thế gia lớn và Thẩm Thiên Hà cũng có mặt, đồng thời tặng quà mừng. Tiêu Chính Văn và Long Lân đương nhiên cũng giả dạng một thân phận, trà trộn vào hội trường. Khi bữa tiệc tiến hành được một nửa, Quý Tốn bước lên bục, vẻ mặt tươi cười nói với mọi người, "Chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón vị khách tôn quý nhất tối nay." viên lãng, người nhà họ viên. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay như sấm vang khắp hội trường mấy nghìn mét vuông. Vãi, là người nhà họ viên kìa. Được đấy, nghe nói nhà họ viên này là một gia tộc lớn lánh đời. Đúng vậy, ở Hoa Quốc, chỗ nào cũng có bóng dáng của nhà họ viên. Không ngờ đằng sau nhà họ quý lại là nhà họ viên. Cả hội trường xôn xao bàn tán. Sau đó, dưới ánh đèn tụ quang, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai mặc vest đen nâng một ly rượu vang đứng trên bục mỉm cười ra hiệu với mọi người bên dưới tôi rất vui khi được đến giang bắc gặp được những người tài ở đây chúng ta cùng uống một ly nào suốt lời mọi người nâng ly còn lúc này tiêu chính văn và long lân đứng trong đám người nhìn viên lãng trên bục trong mắt tiêu chính văn là sự lạnh lẽo đây là lần đầu tiên anh gặp người của nhà họ viên Nhà họ Viên, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Chương 537, đe dọa. Bài phát biểu đơn giản nhanh chóng kết thúc. Viên Lãng bước xuống bục, rồi bước về phía phòng họp riêng ở phía sau cùng đám người quý tốn. Những người được mời vào là gia chủ của năm thế gia lớn tỉnh Giang Bắc và tỷ phú Thẩm Thiên Hà. Trong phòng họp riêng, hội nghị bàn tròn. Gia chủ của năm thế gia lớn, bao gồm cả quý tốn Quý Thiên Hào và Thẩm Thiên Hà lúc này đang ngồi quanh bàn. Bầu không khí hơi yên lặng. Những người ở đây đều là những nhân vật có máu mặt của tỉnh Giang Bắc, dẫm chân cũng có thể làm lung lay cục diện của tỉnh. Lúc này, gia chủ của sáu thế gia lớn và Thẩm Thiên Hà đều mang tâm sự riêng. Quý Tốn thản nhiên mỉm cười, lên tiếng, mọi người, hội nghị bàn tròn hôm nay mang tính chất riêng tư. Nội dung bàn bạc liên quan đến tình hình phát triển của Giang Bắc, vậy nên nó là cuộc họp mang tính bảo mật cao, hy vọng mọi người giao hết các sản phẩm điện tử trên người ra. Ngoài ra, vệ sĩ của mọi người cũng phải tạm thời ra ngoài. Gia chủ của năm thế gia lớn còn lại, bao gồm cả Thẩm Thiên Hà, nghe thấy thế thì đều sầm mặt xuống, tỏ vẻ khó hiểu. Gia chủ nhà họ Tiền Tiền Khang Văn cười lạnh lùng, nói: "Gia chủ quý, chắc không phải ông định đóng cửa đánh chó đấy chứ?" "Bảo chúng tôi nộp thiết bị liên lạc." còn bắt vệ sĩ của chúng tôi ra ngoài, nhớ ra chủ quý có mưu đồ khác, nhốt hết chúng tôi ở đây, thì thiên hạ của Giang Bắc chẳng phải đều thuộc về nhà họ quý của ông sao. Phải đấy, gia chủ quý, chúng tôi sẽ không nộp thiết bị liên lạc, nếu muốn bàn thì ngồi xuống bàn đi, không cần phải ra vẻ bí mật thế đâu. Đúng rồi, gia chủ quý có gì cứ nói thẳng, chúng tôi đều là những người kín mồm kín miệng. Người lên tiếng là gia chủ của nhà họ ôn và nhà họ đinh, Sắc mặt họ đều lạnh lùng. Ánh mắt quý tốn lóe lên vẻ lạnh lẽo, cố nặn ra nụ cười, đáp tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho mọi người thôi, nội dung bàn bạc tối nay liên quan đến việc phân chia cục diện tương lai của Giang Bắc, nếu để nhiều người hơn nữa biết thì sẽ có rủi ro. Hơn nữa, đây cũng không phải là ý của tôi, mà là ý của cậu Viên. Ông ta vừa dứt lời, Viên Lãng liền bước từ cửa sau vào, sắc mặt bình thản, ánh mắt lạnh như băng. Quý tốn vội vàng nhường vị trí, đưa tay làm động tác mời. Viên lãng ngồi luôn xuống ghế chủ tỏa, bình thản nhìn mọi người, nói, là ý của tôi, nếu mọi người có gì bất mãn, hoặc là có ý kiến, thì bây giờ có thể ra ngoài. Gia chủ của năm thế gia lớn đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Thật là vinh váo quá mức. Tốt xấu gì bọn họ cũng là gia chủ của năm thế gia lớn tỉnh Giang Bắc, kéo dài đã mấy trăm năm, ở Giang Bắc cũng là những tồn tại thâm căn cố đế. Vậy mà cậu viên trước mặt này lại có thái độ vô cùng ngạo mạn. Hừ, cậu viên, tuy cậu là người nhà họ viên, nhà họ viên là gia tộc lánh đời rất lớn ở Hoa Quốc, chúng tôi không bị kịp, nhưng cậu đừng quên, đây là Giang Bắc. Ở nơi này, mấy thế gia chúng tôi mới có quyền quyết định. Cùng lắm không bàn nữa, chúng ta đi. Gia chủ của ba nhà họ tiền, họ ôn và họ đinh đều tức giận đứng dậy, vung tay áo định rời đi. Viên Lãng bỗng lạnh lùng nói, đi bình tĩnh không tiến, nhưng nếu ba gia chủ bước ra khỏi cánh cửa này, xảy ra bất cứ chuyện gì thì đừng trách người khác. Một câu nói khiến không khí trong phòng họp nhanh chóng đông cứng lại. Ba gia chủ nhíu mày quay lại nhìn Viên Lãng, nói cậu Viên, cậu đang đe dọa chúng tôi sao? Viên Lãng xua tay cười đáp, không phải là đe dọa, tôi chỉ có lòng nhắc nhở thôi. Ba vị gia chủ cuộc họp tối nay có thể giúp gia tộc của các ông lên một tầm cao mới tại sao các ông lại không chịu ngồi xuống nghe tôi nói nhỉ nghe thấy vậy ba gia chủ đã đứng dậy liền nhìn nhau sau đó lại ngồi xuống được vì câu nói này của cậu viên chúng tôi đồng ý ngồi xuống bàn bạc về phần nhà họ thang nhà họ ngô và thẩm thiên hà vẫn không nói gì họ chỉ yên lặng nhìn nháy mắt với nhau ngay sau đó đã có người vào mang hết các thiết bị liên lạc của mấy người đi. Đồng thời, vệ sĩ của mấy gia chủ cũng rời khỏi phòng họp. Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại 9 người. Lúc này, Viên Lãng cười nói, "Chúng ta bắt đầu thôi, nội dung bí mật của cuộc họp lần này liên quan đến anh Bạch từ nước ngoài về nước đầu tư." Những người ở đây đều là những người tai to mặt lớn ở tỉnh Giang Bắc, chắc là cũng nghe được không ít chuyện về anh Bạch này, sở hữu nguồn vốn rất lớn và các mối quan hệ nước ngoài. Nhà họ Viên tôi muốn chen chân vào khoản đầu tư 50 tỷ USD lần này, đây cũng là ý của mấy trưởng lão nhà họ Viên phía trên tôi. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Một câu nói khiến tất cả mọi người yên lặng. Quý Tốn vội vàng nói, sáu thế gia lớn chúng tôi đương nhiên không có ý kiến gì, dựa vào nhà họ Viên thì có thể hợp tác tốt hơn với doanh nhân nước ngoài. Gia chủ của năm thế gia còn lại, bao gồm cả Thẩm Thiên Hà, đều không lên tiếng phản đối. Viên lãng gật đầu, sau đó nói, tốt lắm, bước đầu đạt được thỏa thuận. Việc hợp tác với anh Bạch lần này, ý của nhà họ Viên là muốn để nhà họ Quý làm người đại diện, hợp tác với anh Bạch kia. Gia chủ của năm thế gia lớn lập tức phản đối. Không thể nào, dựa vào đâu mà để nhà họ Quý ra mặt chứ? Phải đấy, lẽ nào chúng tôi không xứng sao? Ha ha, tôi coi như hiểu rồi, cuộc họp tối nay chắc là vì nhà họ Quý chứ gì gia chủ của mấy thế gia tỏ vẻ âm trầm, khóe miệng cười khẩy. Viên Lãng mỉm cười đáp, "Mọi người cứ bình tĩnh, nghe tôi nói hết đã. Tuy nhà họ Quý sẽ làm đại diện đàm phán hợp tác với anh Bạch, nhưng nếu đàm phán thành công, đương nhiên là sẽ cùng chia lợi nhuận với mọi người. Kế hoạch bước đầu của nhà họ Viên là chúng tôi chiếm 7 phần, 3 phần còn lại do 6 gia tộc lớn của nhà các ông chia nhau." "Sao cơ? Một mình nhà họ Viên mà muốn chiếm 7 phần?" các cậu cũng đều quá đấy có ai làm ăn như vậy không đừng tưởng nhà họ viên là gia tộc lánh đời siêu cấp là có thể đè đầu cưới cổ các thế gia giang bắc chúng tôi cả phòng họp lập tức ồn ào viên lãng cũng không giải thích mà ung dung ngồi đó nhấp mấy ngụm trà chờ sau khi mấy người ồn ào xong hắn mới lên tiếng nói xong rồi chứ chúng tôi không đồng ý kiểu phân chia đó đúng vậy sáu thế gia lớn chúng tôi phải được tám phần nhà họ viên hai phần là đủ rồi viên lãng nghe thấy thế thì thản nhiên mỉm cười ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng nói phương thức phân chia là quyết sách của nhà họ viên nếu mọi người thấy bất đồng ý kiến thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác để giữ lợi ích cho nhà họ viên mấy vị có mặt ở đây chắc phải nếm mùi đau khổ rồi suốt lời viên lãng búng ngón tay Lập tức có mấy gã đàn ông vóc dáng vô cùng cường tráng hung hãn xông vào, tay cầm gậy chống bạo loạn, mặt mày hung ác. Nhìn thấy thế, gia chủ của năm thế gia lớn đều sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên, chất vấn, "Cậu Viên, cậu muốn làm gì vậy?" Viên lãng xua tay đáp, rất đơn giản, "Đồng ý hợp tác với nhà họ Viên tôi thì có thể thoát một trận đánh, nếu không đồng ý thì xin lỗi nhé, chắc là mỗi người phải mất cánh tay hoặc cái chân rồi." Chương 538, thực lực như vậy đã đủ chưa? Cậu, 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 cậu làm vậy là đang ép buộc chúng tôi phải hợp tác. Làm gì có cái lý đó chứ? Thật là quá ngang ngược, nhà họ Viên sao có thể làm như vậy? Quý Tốn, ông tốt xấu gì cũng là gia chủ của thế gia ở tỉnh Giang Bắc, sao ông không đứng lên nói vài câu? Lúc này gia chủ của năm gia tộc lớn đều rất tức giận. Phong cách làm việc của Viên Lãng khiến bọn họ cực kỳ phẫn nộ sắc mặt quý tốn vẫn hờ hững điềm nhiên cười nói thật ngại quá tôi rất tán đồng với đề nghị của cậu viên đồng thời tôi cũng khuyên các vị tốt nhất là không nên đối đầu với nhà họ viên nếu không tỉnh giang bắc có còn nhà họ ôn nhà họ đinh nhà họ tiền nhà họ ngô và nhà họ thang hay không cũng rất khó nói suốt lời khuôn mặt quý tốn đầy vẻ đắc ý quý thiên hào bên cạnh cũng vênh váo y hệt như thế nhà họ viên là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ người nhà họ viên nói gì thì bọn họ cũng sẽ làm theo nghe thấy câu trả lời này gia chủ của năm gia tộc lớn đều rất tức giận lúc này gia chủ nhà họ ngô nghiêng đầu nhìn thẩm thiên hà bên cạnh hỏi tỷ phú thẩm ông không có ý kiến gì sao sắc mặt thẩm thiên hà u ám nghĩ ngợi rồi cười đáp hình như việc phân chia lợi nhuận lần này không liên quan gì đến thẩm thiên hà tôi thì phải nghe xong tất cả mọi người đều nhận ra một điều việc phân chia lợi nhuận của viên lãng hình như không tính phần của thẩm thiên hà mọi người nhìn về phía viên lãng hắn cười nhạt nhún vai nói thật xin lỗi lợi nhuận lần này thực sự không có phần của tỷ phú thẩm có điều nếu như tỷ phú thẩm thay nhà họ viên chúng tôi làm việc thì có thể tôi sẽ nêu lên ý kiến với nhà họ viên đến lúc đó để tỷ phú thẩm đây tham gia vào cũng được thẩm thiên hà nghe xong cười đáp không biết việc mà cậu viên nhắc đến là việc gì hy vọng tỷ phú thẩm giao ra một nửa phần tài sản đóng góp cho nhà họ viên tôi viên lãng hờ hững cười nói cả phòng họp lập tức tĩnh lặng như tờ đóng góp một nửa tài sản viên lãng này tham quá rồi đấy nhỉ hơn nữa chuyện này với công khai cướp đoạt có khác gì nhau đâu phong cách làm việc của nhà họ viên khiến bọn họ không cách nào tiếp nhận nổi quá ngông cuồng sắc mặt thẩm thiên hà cũng tối sầm lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Viên Lãng nói, "Cậu Viên, kể cả tôi có đồng ý giao cho cậu một nửa số tài sản thì tôi chỉ sợ cậu không cầm được thôi." Xoạt, lập tức, cả phòng họp tràn ngập mùi thuốc súng. Viên Lãng nhếch miệng cười khẩy, nói, "Chỉ cần tỷ phú Thẩm đồng ý đưa tiền ra thì không có gì mà nhà họ Viên không cầm được." "Vậy sao?" Thẩm Thiên Hà cũng cười khẩy, tiếp lời, "Tôi lo rằng tới lúc đó nhà họ Viên lại đắc tội với ông chủ của tôi." sẽ dẫn đến một vài rắc rối. Ha ha ha, tỷ phú thẩm cứ nói đùa, ở Hoa Quốc, nhà họ viên sợ gì gặp rắc rối chứ, viên lãng khe cười. Thẩm thiên hà gật đầu, nói tiếp, nếu đã như vậy thì tôi không có ý kiến gì, tôi đồng ý giao ra một nửa số tài sản, đóng góp cho nhà họ viên. Câu nói này chẳng khác nào xét giữa trời quang, khiến những người có mặt ở đó hoàn toàn sững sờ. Bao gồm cả viên lãng cũng rất ngạc nhiên. Thẩm Thiên Hà này có dứt khoát quá rồi không? Chẳng lẽ không cần hỏi ý kiến của nhân vật lớn sau lưng ông ta sao? Hay là nói, Thẩm Thiên Hà biết bản thân đấu không lại nhà họ Viên. Ngay lập tức, sắc mặt Viên Lãng u ám, hắn không biết nên trả lời thế nào. Trái lại Thẩm Thiên Hà khẽ cười nhạt, nói, "Sao, cậu Viên không dám tiếp nhận nữa?" Khóe miệng Viên Lãng run rẩy, người đáp nếu tỷ phú thẩm đã đồng ý thì nhà họ viên tôi không có chuyện không dám nhận. Sau đó chủ đề quay lại việc phân chia lợi nhuận dưới thủ đoạn ép buộc của viên lãng gia chủ của mấy gia tộc lớn kia đều không dám nêu lên ý kiến phản đối. chẳng mấy chốc cuộc họp gần đi đến hồi kết ngoài quý tốn và quý thiên hào vui mừng khôn xiết ra thì gia chủ của năm gia tộc lớn khác đều cau mày lo lắng bởi vì bọn họ đột nhiên hiểu ra được một điều Quý Tốn đã phản bội năm gia tộc lớn ở Giang Bắc, hoàn toàn trở thành con chó chạy vặt của nhà họ Viên. Đối với bọn họ mà nói thì đây không phải chuyện tốt. Lúc cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Thẩm Thiên Hà đột nhiên mở lời, từ từ đã, cậu Viên đã nói cả một buổi tối rồi, vậy cũng nên để nhân vật lớn sau lưng tôi ra mặt nói chuyện chút chứ nhỉ. Nghe xong, cả phòng họp yên tĩnh lại. Nhân vật lớn sau lưng Thẩm Thiên Hà xuất hiện sao? Ngay lập tức, Tất cả mọi người đều chố mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Viên lãng sững sờ, sau đó cười nói, "Thú vị đấy, nói thật là tôi rất muốn gặp mặt ông chủ sau lưng tỷ phú Thẩm đây." Hắn vừa dứt lời, Thẩm Thiên Hà đã vội vàng chạy ra ngoài cửa chính đích thân mở cửa. Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, bọn họ nhìn thấy hai bóng người. Tiêu Chính Văn và Long Lân ngẩng đầu bước vào. Hai tay Tiêu Chính Văn đút túi quần, sau khi bước vào liền hờ hững vỗ vai Thẩm Thiên Hà. Sau đó, anh bước đến thẳng chỗ của Thẩm Thiên Hà rồi ngồi xuống. Gia chủ của sáu gia tộc lớn và Viên Lãng đều nhíu mày nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt. Không biết nên xưng hô với anh đây thế nào. Viên Lãng hỏi thẳng. Tiêu Chính Văn hờ hững cười nói, "Bạch." "Bạch." Tất cả mọi người sửng sốt. Viên Lãng khẽ cười nói, "Anh Bạch, chào anh." nghe tỷ phú thẩm nói anh chính là ông chủ sau lưng ông ta tiêu chính văn gật đầu nói đúng vậy vậy lần này anh bạch tới đây là vì chuyện gì thế viên lãng hỏi dồn ồ anh đang hỏi tôi à tiêu chính văn hỏi ngược lại viên lãng sửng sốt thắc mắc anh bạch tôi không hiểu ý của anh lắm tiêu chính văn cười nói anh viên vừa nãy không phải anh muốn thẩm thiên hà giao ra một nửa số tài sản sao tôi đến đây vì chuyện này nghe xong, sắc mặt Viên Lãng u ám, cười hỏi, vậy ý của anh Bạch thế nào? Tôi cảm thấy anh nuốt không trôi đâu, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Viên Lãng nghe xong cười nói, tôi đại diện nhà họ Viên. Tôi biết, Tiêu Chính Văn trả lời đương nhiên. Vậy anh Bạch cho rằng nhà họ Viên thế nào? Viên Lãng cười hỏi. Tiêu Chính Văn cười ha hả đáp, trong mắt tôi, nhà họ Viên chẳng có gì đáng sợ. Soạt Câu nói này khiến mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Tên này lại nói rằng nhà họ Viên chẳng có gì đáng sợ. Sắc mặt Viên Lãng u ám, sau đó cười khẩy nói, "Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói nhà họ Viên chẳng có gì đáng sợ. Không biết anh Bạch có thực lực thế nào mà lại nói như vậy." Tiêu Chính Văn hờ hững nói, "50 tỷ USD." Nghe thấy bốn chữ này, tất cả mọi người hoảng hốt. Nhưng mọi người đều lập tức phản ứng lại, nói anh anh chính là doanh nhân đầu tư vừa trở về từ nước ngoài, anh Bạch. Viên lãng trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Tiêu Chính Văn. Anh ta chính là anh Bạch sao? Tiêu Chính Văn cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn viên lãng, hỏi thực lực của tôi như vậy đã đủ chưa? chương 539, bát đại long tướng xảy ra chuyện. Viên lãng trầm mặc, có thể một lần bỏ ra 50 tỷ USD, đúng là thực lực quá lớn mạnh. Hơn nữa, Dựa theo tài liệu có được thì anh Bạch này ở nước ngoài sở hữu tài sản lên đến 500 tỷ USD. Thực lực về tiền tệ như vậy quá là hùng hậu. Anh Bạch nói đùa rồi, vẻ mặt viên lãng hơi khó coi. Sau đó, tiêu chính văn đứng dậy, rời đi chỉ để lại một tấm lưng. Gia chủ của năm gia tộc lớn cũng nhanh chóng theo sau rời đi, muốn đuổi kịp tiêu chính văn. Trong phòng họp, sắc mặt viên lãng càng khó coi và u ám hắn đang ngẫm nghĩ, liệu anh Bạch này rốt cuộc có phải thật hay không? Sự xuất hiện của anh Bạch này làm kế hoạch của mình và kế hoạch của nhà họ viên đều loạn hết cả lên. Không ai ngờ được rằng, nhân vật lớn chống lưng cho Thẩm Thiên Hà lại là anh Bạch doanh nhân đầu tư nước ngoài. Mà vừa nãy, bọn họ còn thảo luận làm sao để giành được 50 tỷ tiền đầu tư của anh Bạch. Sắc mặt quý tốn cũng cực kỳ khó coi, nhanh chóng vây lại nói, cậu viên, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Nhân vật lớn sau lưng Thẩm Thiên Hà lại là cậu Bạch, trả trách, trả trách lúc trước ở sân bay, tôi đã cảm thấy Thẩm Thiên Hà có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt viên lãng lóe lên tia sáng lạnh lùng, nói tôi phải xin chỉ thị của các vị trưởng bối nhà họ viên, cuộc diện hiện giờ đã làm xáo trộn hết kế hoạch của chúng tôi rồi. Nói xong, viên lãng vội vàng lấy điện thoại ra, gọi đến một dãy số, vô cùng cung kính nói, ngũ ra, là tôi, viên lãng. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khỏe khoắn của một người đàn ông khoảng năm 60 tuổi. Tiểu lãng à, sao vậy, đêm nay tự nhiên lại gọi điện cho tôi, có chuyện gì sao? Ngũ ra, tôi ở Giang Bắc, bây giờ xuất hiện vài chuyện ngoài dự kiến, viên lãng nói. Hả, xuất hiện chuyện ngoài dự kiến, nói tôi nghe xem nào. Người bên kia điện thoại vẫn bình tĩnh như cũ. Sau đó, viên lãng kể lại toàn bộ sự việc một lần. Ngũ ra, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Ai mà ngờ được nhân vật lớn sau lưng thẩm thiên hà lại chính là anh bạch đầu tư 50 tỷ USD kia? Viên lãng lo lắng nói. Viên ngũ ra yên lặng một lát, nói tôi biết rồi, cậu ở Giang Bắc tạm thời án binh bất động trước đã. Tôi còn phải bàn bạc với các vị trưởng bối khác nữa. Sứt lời, viên ngũ ra liền cúc máy. Quý tốn thấy viên lãng bỏ điện thoại xuống liền vội vàng hỏi, cậu viên, nhà họ viên nói thế nào? Viên lãng trầm mặc nói, đợi. Đợi, quý tốn cuống cuồng hết cả lên, nói thế này rồi mà vẫn phải đợi sao? Nếu đợi nữa thì chẳng phải lần hợp tác đầu tư sẽ bị thẩm thiên hà độc chiếm mất à? Ông đang nghi ngờ quyết định của nhà họ viên ư. Đột nhiên, ánh mắt viên lãng lạnh lùng chừng quý tốn. Ánh mắt này như thể ánh mắt của diều hâu, dọa quý tốn nhanh chóng cúi đầu nói xin lỗi cậu viên là tôi quá lo lắng lúc này sau khi tiêu chính văn rời khỏi bữa tiệc đã ngồi cùng thẩm thiên hà trên một chiếc xe sang trọng trên xe thẩm thiên hà nở nụ cười nói cậu bạch nước cờ này của cậu thật tuyệt diệu chắc hẳn bây giờ nhà họ viên đang loạn hết cả lên rồi ánh mắt tiêu chính văn hờ hững nói đừng vui mừng quá sớm nhà họ viên không hề đơn giản như ông nghĩ đâu tôi làm như vậy là muốn dụ nhân vật lớn sau lưng nhà họ viên ra. Thẩm Thiên Hà gật đầu, tiếp tục nói, vậy cậu Bạch, bước tiếp theo sẽ làm gì hả? Tiêu Chính Văn nghĩ ngợi rồi nói, trước tiên cứ tạm dừng kế hoạch đầu tư, chúng ta cho nhà họ viên chút thời gian. Ngoài ra, những ngày này tôi phải quay về Tu Hà một chuyến, việc ở Giang Bắc giao cho ông xử lý. Ba ngày sau tôi sẽ quay lại. Vâng, Thẩm Thiên Hà trả lời. Buổi tối hôm đó, tiêu chính văn ngồi máy bay chuyên dụng rời khỏi Giang Bắc. Thẩm Thiên Hà cũng cố gắng truyền tin tức này khắp Giang Bắc. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền đầu tư 50 tỷ USD này trở nên mơ hồ không rõ. Gia chủ của năm gia tộc lớn đều như kiến nằm trong chảo nóng, cuống cuồng hết cả lên. Không ít người còn đích thân đến nhà họ Thẩm một chuyến, hỏi thăm thông tin liên quan đến hướng đi tiếp theo của anh Bạch. Thẩm Thiên Hà đều đóng cửa đuổi khách. Mà ở bên này, sau khi Viên Lãng nhận được tin anh Bạch tạm thời rời khỏi Giang Bắc cũng cuống cuồng, lại liên lạc với nhà họ Viên và nhận được câu trả lời là đợi. Lúc này Tiêu Chính Văn đang quay về Tu Hà. Mấy ngày không gặp Nana và Khương Vi Nhan, anh nhớ họ sắp phát điên lên được. Mấy ngày nay Khương Vi Nhan cũng bận túi bụi, bởi vì hợp tác với Wesley, công ty đang bắt đầu đi vào khuôn khổ, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, tuyển thêm nhân viên. Tối hôm đó, Khương Vi Nhan về nhà, thấy Tiêu Chính Văn đang nấu cơm trong bếp liền kích động không thôi, cô ôm lấy anh từ phía sau nói, "Chồng ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, mấy ngày này anh đi đâu vậy, em và Nana nhớ anh chết đi được." Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói, "Anh ra ngoài có chút việc bận, được rồi, gọi Nana xuống ăn cơm đi." "Vâng." Khương Vi Nhan kiếng chân lên, lén ăn một miếng thịt kho tàu, sau đó lên tầng gọi Nana xuống. Cả nhà ba người hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm. "Đúng rồi, mấy ngày nay công ty thế nào rồi?" Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Vi Nhan thở dài đáp, "Vẫn tốt, nhưng quá nhiều việc phải làm, khiến em bận túi bụi. Nếu không được thì tuyển thêm vài người, em là bà chủ, phải học cách quản lý nhân viên cấp dưới, tận dụng tài năng của họ." Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan gật đầu, nói, "Vâng, em đang tuyển rồi." Nói xong, Khương Vi Nhan như nhớ ra chuyện gì đó, cô hỏi, đúng rồi, chính Văn à, sau khi anh đi, em nhận được vài lá thư gửi cho anh. Sứt lời, Khương Vi Nhan đứng dậy, lấy ra ba lá thư từ ngăn kéo dưới màn hình TV rồi đưa cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đón lấy, trên bức thư không có địa chỉ bưu điện, cũng không có địa chỉ người gửi, chỉ có một ký hiệu đầu rồng nhỏ màu vàng trên góc bên trái. Nhìn thấy ký hiệu này, Tiêu Chính Văn liền cau mày, hai mắt mở lớn. Ai gửi lá thư cho anh thế? Ngay cả người gửi cũng không có, Khương Vi Nhan nói. Tiêu Chính Văn cười nói, giải thích tin mật báo từ chiến khu gửi đến. Ồ, tin mật báo của chiến khu sao? Khương Vi Nhan bị dọa sợ, vội vàng đứng lên, kéo Nana sang một bên nói, vậy anh xem trước đi, xem xong chúng ta lại ăn. Thấy dáng vẻ này của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, không sao đâu. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đứng dậy, cầm lá thư đến phòng bếp đốt đi. Làm xong mọi việc, Tiêu Chính Văn lại ngồi xuống bàn. Khương Vi Nhan đầy hiếu kỳ hỏi, anh phải quay về chiến khu à? Tiêu Chính Văn gật đầu, gắp cho Khương Vi Nhan một miếng thịt, nói, ừ, có vài việc cần xử lý, chắc là quay về đó khoảng hai ngày. Nhưng không phải anh đã từ chức chủ soái Bắc Lương rồi hay sao? sao vẫn phải quay về xử lý công việc thế khương vi nhan lo lắng hỏi giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo với cô rằng lần này tiêu chính văn quay về nhất định sẽ gặp vài vấn đề khó giải quyết tiêu chính văn cười nói em cũng biết công việc của chủ soái liên quan rất nhiều thứ anh quay về bàn giao một vài việc yên tâm đi không sao đâu em và na na ở nhà yên tâm đợi anh quay về là được rồi bữa cơm tối nay kết thúc trong im lặng Buổi tối, sau khi Tiêu Chính Văn thấy Khương Vi Nhan và Nana đã ngủ say, mới rời khỏi phòng khách, ra bên ngoài gọi một cuộc điện thoại. Chủ soái, anh đọc thư chưa? Đầu bên kia điện thoại là hoa hồng đỏ, lúc này cực kỳ kinh ngạc và vui mừng. Ừ, đọc rồi, tình hình cụ thể là thế nào? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Chủ soái, tất cả đều do xích diệm vương dở trò nham hiểm. Sau khi anh đi, Long Ngũ và Long Lục đã vi phạm quy định của quân đội để đi tìm anh, vốn đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng Sích Diệm Vương đã bãi bỏ chức vụ quân sự của Long Ngũ và Long Lục trước sự chứng kiến của 250.000 binh lính Bắc Lương. Bắt hai người bọn họ nhốt vào nhà giam. Long Tam, Long Tứ, Long Thất vì không chấp nhận hình phạt này nên đã đi tìm Sích Diệm Vương tranh luận, cuối cùng Sích Diệm Vương bắt ba người bọn họ lại vì tội mạo phạm, cũng trước sự chứng kiến của toàn thể binh lính cắt trước bọn họ và phạt mỗi người chịu một nghìn gậy chống bạo động. Bây giờ ba người bọn họ đang hôn mê trong bệnh viện. Chủ soái, anh mau quay về đi. Rõ ràng xích diệm vương này muốn loại bỏ chúng ta, tìm đủ mọi lý do để ra tay với chúng ta. Rất nhiều binh lính của chúng ta đều phải chịu sự trừng phạt không công bằng của xích diệm vương. Tiêu chính văn nghe xong, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, tôi biết rồi, ngày mai sẽ quay về, trước lúc đó, các cô không được làm bất cứ chuyện gì chống lại xích diệm vương. chương 540, căm hận mút trời. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn và Long Lân tới sân bay quân sự Tu Hà, ngồi máy bay chiến đấu đến Bắc Lương. Trên máy bay, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói với Long Lân bên cạnh, báo cho những người khác của Điện Thần Long, bảo bọn họ chuẩn bị kỹ càng, nếu chúng ta gặp bất kỳ cản trở nào thì để bọn họ hành động và gây sức ép. Long Vương, anh quyết rồi sao? Long Lân nghiêm túc hỏi. Ừ, Tiêu Chính Vân gật đầu. Được. Long Lân đáp lại rồi nhanh chóng liên lạc với Điện Thần Long thông qua điện thoại vệ tinh. Lạnh lùng ra lệnh, tất cả mọi người trong Điện Thần Long nghe lệnh. Long Vương ra lệnh tới Bắc Lương ngay lập tức. Mọi người chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để ứng phó các tình huống đột ngột phát sinh. Lúc này, Phạm là cường giả thuộc Điện Thần Long. Sau khi nhận được thông báo thì nhao nhao dừng việc trong tay hoặc nhiệm vụ lại, vội vàng tới sân bay gần nhất để đến Bắc Lương của Hoa Quốc. Nhất là những long tôn còn lại của ba điện thần Long là Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt hành động ngay lập tức. Một lát sau, ở các sân bay trên thế giới có vô số máy bay chuyên dụng bay thẳng tới Bắc Lương của Hoa Quốc. Đương nhiên, sự việc này thu hút được sự quan tâm từ nhiều tổ chức và chiến khu. Đặc biệt là 12 thánh điện của thế giới phương Tây, sau khi nhận được tin mật thì họ cũng rất kinh hãi gì cơ, người của Điện Thần Long sẽ ghé qua Hoa Quốc lần nữa sao? Ba Long Tôn lớn cũng xuất phát rồi ư. Mau lên, mau điều tra kỹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời, ở thế giới phương Tây đã nổi lên làn sóng lớn. Mà lúc này, ở chiến khu Đông Nguyên và chiến khu Bắc Lương của Hoa Quốc cũng nhận được thông báo. Ở tổng bộ chiến khu Đông Nguyên, từ Kiêu Long đang đứng trước màn hình cực lớn, trên màn hình lấp lóe chấm đỏ, còn có nhiều đường thẳng đỏ, tất cả mũi tên đều chỉ về Bắc Lương. Chủ soái, trong nhóm người này sẽ có một phần đi qua không phận chiến khu Đông Nguyên, cho hỏi tôi có cần ngăn cản không? Lúc này, phó tướng Vương Truyền Minh ở phía sau lo lắng hỏi dò. Từ Kiêu Long cau chặt mày, chắp tay sau lưng rồi im lặng hồi lâu, vừa định mở miệng nói thì điện thoại của ông ta đổ chuông. Vương Truyền Minh vội bắt máy, hỏi alo, ai vậy? chiến thần vương là tôi tiêu chính văn giọng của tiêu chính văn bình tĩnh truyền tới từ đầu kia điện thoại chủ soái bắc lương vương truyền minh sững sờ từ kiêu long ở phía sau cầm điện thoại cười khẩy nói vua bắc lương là người của cậu à tiêu chính văn cười ha hả nói tiêu giao vương giờ tôi không còn là vua bắc lương rồi lần này tôi gọi cho ông là muốn nhờ ông giúp tôi một chuyện từ kiêu long sa sầm mặt hỏi giúp chuyện gì đừng cản người của tôi, tiêu chính văn thản nhiên nói. Nghe xong, từ kiêu long xa sầm mặt, tầm mắt nhìn vào màn hình điện tử, nói tiêu chính văn, cậu cũng biết tôi là sĩ quan chỉ huy của chiến khu Đông Nguyên và giữ trách nhiệm quan trọng, chuyện này e là tôi không giúp được. Tiêu giao vương à, ông sẽ giúp thôi, tiêu chính văn nói. Tại sao, từ kiêu long cười hỏi. Vì chúng ta đều là binh lính, không thể nhìn anh em mình bị người khác hãm hại được nếu là ông ông sẽ làm hành động như tôi thôi tiêu chính văn bình thản nói nhưng trong lời nói có thêm ý muốn giết người nghe đến đây từ kiêu long im lặng ông ta từng nghe nói đến chuyện của bắc lương quả thực là do xích diệm vương quá đáng được chuyện này tôi giúp cậu được nhưng mà sau khi chuyện này kết thúc tôi muốn cậu tới tổng bộ chiến khu của tôi từ kiêu long nói được tiêu chính văn trả lời rồi nhanh chóng cúp điện thoại từ Kiêu Long hít sâu một hơi, nhìn màn hình hiển thị rồi ra lệnh báo xuống dưới, tạm dừng theo dõi, chỉ cần bọn họ không làm bất cứ hành động gì ở chiến khu Đông Nguyên thì không cần để ý tới. "Vâng thưa chủ soái." Vương Truyền Minh đáp lời. Vài tiếng sau, máy bay chuyên dụng của Tiêu Chính Văn đã đáp xuống một sân bay bí mật ở Bắc Lương. Ngay sau khi xuống máy bay, Tiêu Chính Văn và Long Lân ngồi lên xe chuyên dụng, tới bệnh viện quân khu nơi Long Tam long tứ và long thất đang nằm dưỡng bệnh vừa tới cổng bệnh viện tiêu chính văn nhận ra lúc này cả bệnh viện đã bị giới nghiêm chặt chẽ người gác cổng toàn là binh lính mang vũ trang đầy đủ tiêu chính văn nhíu mày xuống xe bước về phía bệnh viện tuy nhiên hai binh lính đang thực hiện nhiệm vụ ở cổng cản tiêu chính văn lại lạnh lùng nói giới nghiêm ở đây cấm ra vào tiêu chính văn nhíu mày giơ tay ra đẩy bọn họ hai người đó không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn nên bị đẩy lùi ra sau. Sau đó, bọn họ lập tức kéo chốt súng, chĩa vào Tiêu Chính Văn và Long Lân đang lao tới, lạnh lùng cảnh cáo, mau chóng dừng bước. Nếu không chúng tôi sẽ bắn. Tiêu Chính Văn không dừng bước mà lạnh lùng nói, có gan thì cậu bắn đi. Ngay khi tên lính gác cổng đó định bắn thì đội trưởng đội canh gác xông tới, đá bọn họ ngã xuống, tức giận nói, mấy cậu điên rồi à? anh ấy là chủ soái tiền nhiệm của bắc lương đấy mấy cậu lại dám cầm súng chĩa vào anh ấy sao đội trưởng đó liền nổi giận sau đó anh ta không nhìn hai tên lính đã ướt đẫm mồ hôi đầy người nữa mà lao nhanh ra phía trước đuổi theo tiêu chính văn trước mặt cung kính nói thưa chủ soái anh quay lại rồi sao tiêu chính văn đáp ừ mấy người bọn họ đâu đội trưởng đó lập tức dẫn đường nói ở trong này chỉ là anh ta hơi lưỡng lự tiêu chính văn cau mày hỏi xảy ra chuyện gì sắc mặt người đội trưởng đó vô cùng lo lắng và khó coi nói thưa chủ soái lát nữa khi nhìn thấy mong anh đừng nổi giận nói xong anh ta dẫn tiêu chính văn và long lân tới phòng bệnh được chăm sóc đặc biệt ở trong nhất cửa trước cửa sau đều có bốn tên lính được trang bị đầy đủ đang canh gác nhìn thấy bốn người này tiêu chính văn nhíu mày chỉ khi vi phạm kỷ luật nặng mới có loại đãi ngộ trông coi như này sau khi vào phòng tiêu chính văn mới thấy ba người ở trong phòng bệnh cả ba người lúc này đều đang hôn mê trên giường bệnh đeo mặt nạ oxy hai tay lóe lên ánh bạc của còng tay còng vào đầu giường ngay khoảnh khắc đó tiêu chính văn nổi điên lên lửa giận mút trời hơi thở và sát khí kinh khủng đáng sợ tỏa ra từ khắp người anh những anh em cùng vào sinh ra tử với anh cùng anh bảo vệ quốc gia vậy mà lại bị thương nghiêm trọng đến mức này. Hơn nữa, bọn họ còn bị cho là tội phạm mà còng lại. Đây là sự sỉ nhục, là sự sỉ nhục tín ngưỡng của những chiến sĩ lăn lộn tắm trong máu. Là sự trà đạp lên mạng sống họ. Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt tiêu chính văn đằng đằng sát khí. Ai đã còng tay họ? Tiêu chính văn tức giận, hỏi. Cả bệnh viện đều nghe thấy tiếng hết giận dữ này tất cả các nhân viên y tế, bao gồm cả lính gác cổng, đều cảm nhận được áp lực đáng sợ. Là tôi bảo họ làm. Bỗng nhiên, một tiểu đội sáu người bước vào. Ngoài đội trưởng dẫn đầu là một trung tướng quân hàm hai sao trên vai. Ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, có đôi mắt chim ưng và sống mũi cao thẳng. Lúc này ông ta đang dẫn người vào, nhìn chằm chằm tiêu chính văn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và khó chịu, lạnh lùng nói vua Bắc Lương, à không, vua Bắc Lương tiền nhiệm, nơi đây là bệnh viện quân khu Bắc Lương, cậu tự ý xông vào là đã vi phạm vào quy định quận đội mà xích Diệm Vương vừa đưa ra rồi. Nhưng trước khi tới, xích Diệm Vương còn đặc biệt nói rõ cho tôi biết những công lao hiển hách mà cậu đã làm vì Hoa Quốc, do đó tôi khuyên cậu mau rời khỏi chỗ này, nếu không tôi sẽ bắt cậu với tội danh mưu phản. Nghe thấy vậy, tiêu chính văn xoay người, trong mắt anh lóe lên vẻ lạnh lẽo ngút trời, anh cười khẩy, nói, ông muốn bắt tôi với tội mưu phản sao. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 27